xin kính chào các bạn à, livestream này là một điểm báo điểm báo chủ yếu là tôi lướt qua các cái trang báo gọi là báo lề đảng báo à, người ta hay gọi là báo lề đảng báo chính thống ấy. có nghĩa là cái báo uh, truyền thống có từ trước đến nay mà rất là hùng hậu rất là nhiều thống lĩnh thông tin ở trong xã hội rất là nhiều còn sau này có những cái báo gọi là báo à, thực ra thì ở việt nam chúng ta là chưa có à, báo chí tự do báo chí đang do đảng cộng sản kiểm soát dưới cái sự gọi là à, bộ thông tin truyền thông à, cũng như là định hướng của ban tuyên giáo đảng cộng sản còn ngoài ra mới đây thì xuất hiện những cái trang điện tử cũng đăng tin đăng hình ảnh thì chúng ta được xem như đó cũng là báo đó là Facebook hay là các Google, Twitter gì đó chẳng hạn. thì bây giờ tôi xin à, điểm báo chắc chắn thì các bạn cũng đọc nhưng mà tôi thì tôi không có vào đọc cái nội dung nhưng mà tôi xin điểm cái 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 mục thôi, cái tiêu đề thôi. thì à, cái trang báo thanh niên vừa mới đăng cách đây hai tiếng là bắt 7 người tấn công cảnh sát cơ động đập phá xe công an ở phan rí cửa phan rí là, là phan rí là 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 à bình thuận đó, là, là vùng biểu tình vừa qua đó thì không biết là họ cứ giàn cảnh hay sao chứ tôi nghĩ làm gì có người nào mà lẩy đi tấn công dám đi tấn công xe cảnh sát cơ động cảnh sát cơ động là phải có hung khí có công cụ không? cái thứ hai là không có cái chuyện là là, là à, vô cớ mà người ta đi phá tài sản của người khác đấy thì tôi không có vào đọc nhưng mà đó là mục báo là như vậy rồi à, cái mục cái báo này có hai cái mục quan trọng nhưng mà tôi tí là tôi đọc sau còn tôi lướt sang trang báo tuổi trẻ thì à, báo tuổi trẻ lại đăng ở cái mục chính là À, ngụy tạo hình ảnh fanpage tuổi trẻ để tung tin thất thiệt à, và đăng cái hình mà à, có một cái thanh niên trẻ mà mặc à, đồ công an mà trước đến giờ mà họ nói là giả dạng công an để gây rối để đánh người đấy mà thực ra là hầu như là ai cũng biết được rằng là à, cái người đó là đóng giả có nghĩa là do công an ngụy tạo ra để à, thứ nhất là trốn tránh trách nhiệm nói với nhân dân rằng là trước đây công an đánh người là không phải công an thật mà là công an giả thứ hai nữa là nói là ở có những thành phất phần bất hảo dám ngụy tạo cả công an để gây rối để bây giờ nói là tạo fanpage đấy thì tôi không có đọc nội dung nhưng mà ý là lướt qua kể cả bây giờ họ vẫn đăng cái chuyện 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 đó rồi tôi uh, uh, xin lướt xuống À, có ai có bình luận gì tin mới thì à, xin à, viết lên này có thể là tí nữa à, chúng ta bàn à có một cái mục này này từ vụ tài xế grab chửi khách mày ngu lắm buồn cho văn hóa ứng xử thì cái này cũng được đưa lên báo tuổi trẻ và tôi có đọc một cái mục tôi thấy đây là theo tiến sĩ Hoàng Nguyễn Hoàng Trương qua câu chuyện tài xế grab chửi khách mày ngu lắm có có thể thấy ứng xử trong cuộc sống nói chung của người Việt đang có vấn đề. Thì tôi xin nói là tiến sĩ Hoàng Nguyễn Hoàng Trương này với lại tổng biên tập báo tuổi trẻ là rất là ngu dốt. Tại vì cái cái vụ mà tài xế với lại khách nói nhau đó là họ gọi là họ trâu, họ họ quay để họ câu like thôi. Tôi có bấm vào, hôm qua tôi có bấm vào đó xem một đoạn thì tôi biết là cái này là họ cố tình câu like gọi là giỡn đùa thôi chứ không có cái tài xế với khách nào mà nói giống như khùng như điên như vậy, Hiểu không? mà đó là họ câu like câu view, thế mà bây giờ báo tuổi trẻ đăng lên và cùng tiến sĩ lên lên tiếng là coi như là à, ứng xử trong cuộc sống của người Việt đang có vấn đề, à, cái, vấn đề Trường Sa Hoàng Sa vấn đề đặc khu vấn đề luật an ninh mạng thì không nói không mổ xẻ mà cứ đưa lên mấy cái tiến sĩ giấy này giống như bà Hương với ông Bùi Hiền à cứ nói bóng nói gió như ba cái chuyện vớt vẩn, yeah. đấy, rồi à, sang báo mới, báo mới này báo mới rất là nhiều mục, à, bây giờ tôi phải lướt từ à, à, trên xuống là công an thành phố hồ chí minh khởi tố nhiều đối tượng kích động tụ tập gây rối, à thì không biết là những đối tượng nào ấy nhưng mà khởi tố nhiều đối tượng thì theo tôi thì công an chính quyền bất tài cứ khỉa ra cái các cái trò kể cả là à, gọi là khởi tố quay phim chụp hình ra lệnh tạm giam những cái diễn viên giả rồi thì mai mốt coi như là coi như ém luôn hoặc là thậm chí là đưa ra sự giả mục đích là để mà họ làm bất cứ cái gì để họ mà là, là, là hù dọa nhân dân Đấy, kể cả một số chấp nhận là coi như là đứng trước ống kính tra tay vào còng xong rồi thì là à, ra tòa xét xử như vậy nhưng mà rồi thì thành khẩn ăn năn hối lỗi rồi thì là được à, coi như là được được à, được à, miễn tội chẳng hạn mục đích là những cái chiêu trò còn bây giờ là cái thứ hai là bây giờ gây rối là gì ai gây rối người ta đi biểu tình mà biểu tình là quyền con người quyền công dân biểu tình là để phản ánh những cái sai trái trong xã hội những cái sai trái từ chính quyền đó chứ mà đi mà muốn biểu tình thì phải đi ra nơi công cộng muốn bị biểu tình thì phải quy tụ lại đó. các những người gặp nhau phải có khẩu hiệu bây giờ biểu tình có nghĩa là người dân phải chấp nhận bỏ công sức và thậm chí là phải chấp nhận kẹt xe phải chấp nhận là coi như là ồn ào Tại vì khi kẹt xe, ồn ào thì cũng là người dân chịu. Thế người dân phải hy sinh cái đó để người ta đạt được một cái à, mục đích lớn hơn. Có nghĩa là hy, hy sinh cái lợi ích nhỏ để đạt được cái lợi ích lớn. Hy sinh cái sự ồn ào, cái sự kẹt xe để người ta đạt được một cái lợi ích là người ta chống cái sai trái à, của một cái à, thành phần nào đó trong xã hội hay là của chính quyền. Mà cụ thể đây là một cái mục đích lớn đó là ngăn chặn cái việc lập đặc khu, ngăn chặn cái 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 ban hành cái luật vớ vẩn an ninh mạng đấy. Thì người ta phải bỏ công, bỏ thời gian cũng như người chịu ồn ào, chịu kẹt xe, đấy. Mà bây giờ là các vị cứ đánh tráo khái niệm cứ, cứ nói chung là những cái người ngu dốt muốn bảo vệ cái cái vị trí chức vụ của họ, mục đích cuối cùng là cũng vì những cái đồng tiền, những cái tài sản, Nhưng mà họ cứ đưa ra những cái ngôn từ mà khó nói. Rồi À xin lướt qua tiếp là cái đó cái, cái bài báo này đăng cái mục này hai lần, lúc này cái, cái 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 anh cái mục này cũng đăng tôi vừa đọc còn bây giờ tiếp là tạm giữ một đối tượng giả công an làm việc với 140 người có dấu hiệu tụ tập gây rối. Có dấu hiệu là sao? À, bây giờ ví dụ như người ta tụ tập gây rối thì là tụ tập gây rối chứ có dấu hiệu. Nói chung là rất là chán với cái những người cái 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 chế độ cái chính quyền cái nhà nước này toàn những cái thành phần bất tài chui vô đó rồi thì là nói năng thì linh tinh và hành động thì chủ yếu là muốn cái bê của người khác về xài chỉ biết ăn và nhậu và hưởng chứ không biết tạo ra giá trị chẳng hạn như cái ông tê bốc ấy, ông chỉ biết rượu ngoài với gạo ngon với thịt bò úc chứ còn cái facebook ông không biết dùng cho nên ông mới nói tê tê bốc ấy thì không biết dùng ông mới cấm mới mới cấm vậy đó rồi à, um, đấy cái mục mà công an thành phố hồ chí minh khởi tố đối tượng kích động gây rối tụ tập đăng liên tục ba mục rất là nhiều đăng đăng liên tục đăng bốn năm mục cùng cái 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 hình ảnh cái người đó á à, rồi à, tiếp là thôi nhiều nhiều quá bây giờ tôi xin vào mấy cái mục chính nhá mấy cái mục à, chính mà tôi à, lúc này tôi có ghi ra cái tờ giấy này đây là mấy cái mục chính mà 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 đáng quan tâm đó là chính trị nhưng mà tôi ghi thêm là liên quan đến cái miếng ăn của mọi người kể cả những dư luận viên những bò đỏ những công chức quan chức đến chúng ta tất cả ai cũng vì kế uh, sinh nhai ai cũng vì uh, uh, tiền bạc vì tài sản nhưng mà có cái là cái vấn đề xung đột là do có những người vì tiền bạc vì tài sản không đúng cách Đấy chứ còn nói chung là con người thì ai cũng thích tiền ai cũng thích tài sản ai cũng thích giàu sang à phú quý văn minh lịch sự nhưng mà có những người thích như vậy nhưng mà trình độ khả năng nhận thức hành động sai để có để đạt được những cái đó là sai thì bây giờ cái mục mà đầu tiên tôi xin uh, uh, lướt qua cái mục của bà của quốc hội mà có bà ngân là đứng đầu thì quốc hội coi như là hôm nay ấy là À, kỳ họp à, khóa học thứ năm đấy kỳ họp thứ năm là kết thúc thì vừa rồi là coi như là cái luật đặc khu là do phản ứng thì họ nhấn nút là tạm ngưng còn họ đã ban hành bấm nút thông qua cái luật an ninh mạng thì cuối cùng là bây giờ là họ là nói mây nói mưa rồi bây giờ họ nói là quốc hội kêu gọi người dân đoàn kết sống và làm việc theo pháp luật thì cái này tôi xin thưa lại với quốc hội là chúng tôi kêu gọi đại biểu quốc hội sống và làm việc theo pháp luật thì mới đúng. tại vì các đại biểu quốc hội là vi phạm pháp luật nghiêm trọng và đó là có thể nói là đó là tội phạm hình sự. cụ thể là 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 cái thứ nhất là ban hành cái luật an ninh mạng là coi như có người dân phản đối mà không có trưng cầu dân ý. À, cái thứ hai là cái quyền cái biểu tình là quyền con người quyền công dân trong hiến pháp nhưng mà trần trừ mấy năm rồi không có chịu ra luật là biểu tình mà lại cứ cố đi ra cái luật an ninh mạng mà lại không có phải bảo vệ mạng mà lại như ông nguyễn tổng bí thư nguyễn phú trọng hôm nay tuyên bố rõ ràng là để bảo vệ chế độ đấy thì theo nguyên tắc là 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 những cái người đại biểu quốc hội này là vi phạm pháp luật và cũng như là thiểu năng không có làm đúng à, vai trò nhiệm vụ cũng như là không làm đúng chức chức năng ban hành luật ban hành luật bảo vệ mạng an ninh mạng thì phải bảo vệ mạng chứ tại sao lại lại bảo vệ chế độ á yeah. thì nói chung là cái đó là quốc hội nên nói vào chính mình mà người dân nên yêu cầu các đại biểu quốc hội sống và làm việc theo pháp luật đó. Yeah. rồi quốc hội nói tiếp là quốc hội luôn luôn suy nghĩ đến người dân thì cái này là nói xào man trá dối tráo nói bịp bợm luôn luôn suy nghĩ đến người dân thì tại sao người dân phản ứng không có đồng ý luật an ninh mạng thì cũng thông qua cái thứ hai này là vừa rồi là có một chỉ tâm gì đó ở hà nội là gọi các đại biểu để hỏi xem là đại biểu nào ấn nút thông qua luật an ninh mạng đại biểu nào coi như là ấn nút phủ quyết từ chối thì có những đại biểu thì bận họp, có những đại biểu thì nghe như vậy thì cúp máy ngang. À, chỉ có có một số một hai đại biểu thì coi như trả lời là là coi như là à, từ chối, coi như là phủ quyết cái luật đó. Còn lại là coi như coi cử tri coi dân như rác như cỏ. Nhưng mà bây giờ nói là quốc hội luôn suy nghĩ đến dân thì đúng rồi, luôn suy nghĩ đến dân là coi như là dân à, kỳ này có khấm khá không à, À, lúa má thế nào có tài sản không nhiều không để tăng thuế hay là đi nước ngoài lao động về có đợi, kỳ này ấy là có à, ngoài tệ gửi về đó có khấm khá không thì để rồi bắt đầu là à, tìm cách là để tăng phí tăng thuế thôi luôn nghĩ đến cái túi của dân thôi chứ không nghĩ đến cái 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 tài sản cái cái, cái cái tài sản vô hình cái trí tuệ của dân không? cho nên là tôi không đọc nội dung nhưng tôi đọc cái tựa đề bài báo là quốc hội luôn suy nghĩ đến dân thì đúng một phần suy nghĩ đến tiền của dân thôi à chứ còn mà à, kiến thức tài sản vô hình những cái ý chí của dân để mà tại vì theo theo nguyên tắc là đại biểu quốc hội là đại diện cho dân làm theo ý chí dân và theo nhiệm kỳ năm năm một nếu mà đại diện mà làm tốt thì uh, dân uh, bầu tiếp hoặc là nếu mà già cả thì nghỉ Đấy. chứ không phải là đại biểu quốc hội là một cái phật một một phật hay là một uh, tiên tri nào đó để mà 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 có cái gì đó tài giỏi để mà làm cho dân mà đại diện tiếng nói của dân thôi đấy. đấy đại diện ý chí của dân đấy cho nên là họ nói là quốc hội luôn suy nghĩ đến dân nhưng mà tôi chúng ta thấy là họ thực tế là họ luôn luôn suy nghĩ đến túi tiền của dân thôi rồi tiếp là đến cái uh, mục Nguyễn Phú Trọng thì tôi hôm nay tôi đã, tôi đã nói một clip rồi nhưng mà bây giờ tôi nói tiếp là như thế này uh, có ba cái điểm báo ông Trọng nói là không có mục đích nào khác là vì nước vì dân thì xin thưa với ông Trọng là thứ nhất là nếu mà ông nói không có mục đích nào khác vì nước vì dân thì cái thứ nhất tại sao những người đi biểu tình mà đi biểu tình thì phải có kêu gọi phải có kích động phải có hô hào thì ông lại ngụ ý rằng là thế lực thù địch ông nói là toàn bọn ma túy trích hút toàn bọn uh, uh, nghiện ngập bọn đủ thứ ông nói là đủ thứ hả à? và ông nói là thế lực thù địch phải đập tan không thể để là coi như là chúng thế này thế kia đấy cái thứ hai là, là vì dân thì tại sao dân không đồng ý thì thôi Tại sao làm cái gì đó cho dân mà dân không đồng ý thì thì, thì thôi Chứ tại sao lại lại vì dân mà dân không đồng ý luật an ninh mạng Mà ông còn khoe khang là luật an ninh mạng là một cái thành quả của quốc hội Thì, thì bầu à, bầu ra à, tỷ lệ bầu 86,86% trăm 86 là con số đẹp đấy chứ Hả? thì ông 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 nói hoa văn như vậy thôi chứ cái đó đâu có phải là vì dân vì dân có nghĩa là phải theo lợi ích của dân phải lắng nghe ý kiến dân Đấy. vì dân làm sao mà ông cứ trườn vào các ông cứ trườn vào làm bằng bằng được theo những cái các ông đề ra mà mặc dầu là dân phản đối rất là dữ dội rồi khi dân phản đối thì các ông nói là đó là thế lực thù địch thế lực thù địch nào bây giờ Hồi trước thì có thể là chúng tôi không có mạng chúng tôi không biết chứ bây giờ đó có mạng Chúng thấy trên trên toàn quốc là toàn người uh, dân Việt chúng ta là ra đường phản đối trên mảng người Việt chứ thế lực thù địch nào? Mà, nếu ông nói thù địch thế lực thù địch chẳng khác nào ông nói là đồng bào, ông nói là nhân dân Việt Nam là thù địch được của, của các ông thì chứng tỏ là các ông là thù địch của chúng tôi. Đã. Mà thù địch thì đến lúc nó nào, nào đó là phải đập nhau thôi. Đã thù địch là 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 rồi có ngày đập nhau đấy ông trọng á chứ không phải là ông cứ ngồi đó ông nghe cái bọn cấp dưới hót rồi ông chả biết gì cái thực tế kể cả ông nói là à, là do bị à, à, coi như là bị kích động hay là thành phần nào đó phá hoại tài sản thì thực ra là ông trọng không biết thực tế ông thứ nhất là ông không biết dùng mạng xã hội facebook thứ hai là ông không có thị sát thực tế mà xin thưa với ông trọng là những cái cảnh mà đập phá tài sản đó là cảnh sát người ta dàn dựng người ta lấy tài sản công ra để đập phá để 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 bôi nhọ biểu tình, cũng như là cái chuyện mà giả giả giảng công an đánh người rồi thì cho đến là quay clip cho nhận tiền, những cái đó là ông không thực tế, những cái đó là do chính cái chế độ của ông tạo ra. Đấy. chứ còn người dân đi biểu tình, người ta đi biểu tình ôn hòa cầm biểu ngữ rồi thì À, mặc dù là có khi là người ta đi không có đúng hàng lối Nhưng mà tại vì cái đó là Không có luật à? Nhưng mà nói chung là Ông phải hiểu thì Ông cũng là con người Việt Nam Người ta cũng con người Việt Nam Đâu có hay hớm gì ra mà phải đập phá Người ta bỏ công bỏ việc đi biểu tình Cái chuyện bất đắc chỉ thôi à? Nhưng mà ông không thực tế Ông một người già rồi nhưng mà ông không có kinh nghiệm đời Ông cứ nghe cái bọn bưng bô Rồi nó nỉnh hót ông trong nó đưa thông tin gì Ông thì ông nói vậy thôi À kể cả giống như nhà báo thu yên vậy đấy à, đi thực tế nhưng mà về viết tầm 7 tầm 3 nói là cái người kích động biểu tình ở việt nam là uh, uh, nghiện hút rồi là ngáo đá rồi thì là cứ cho là một bên một một mặt thì nói là dân uh, bình Thuận hiền lành một mặt khác này biểu tình đó là thế lực thù địch đó thì cuối cùng là cứ đổ lỗi cho thế lực thù địch thù địch nào không? nhá nếu mà ông chỉ ra ông cây nhà nước phải có trách nhiệm À, tình báo cũng như cơ quan à, là à, bộ quốc phòng bộ công an phải chỉ ra cái thế lực thù địch nào thì chúng tôi sẵn sàng đập tan cái thế lực thù địch đó không? chúng tôi là coi như là toàn có quốc có, có, có sảnh mà coi như đập tan cái thế lực thù địch mà để mà xâm phạm đến an ninh quốc gia, xâm phạm đến an toàn xã hội, xâm phạm đến tài sản của của dân Đấy chứ không phải là cái thế lực tù địch mà mà chứ ông ông nói ám chỉ đó là 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 người Việt Nam là nhân dân Việt Nam rồi ông nói tiếp này lòng yêu nước bị lợi dụng đấy cứ nói vậy bây giờ yêu nước lợi dụng thì lợi dụng yêu nước như thế nào ai lợi dụng lợi dụng bằng cách nào lòng yêu nước mà bị lợi dụng thì rồi cái người lợi dụng đó cái người lợi dụng cái lòng yêu nước là lợi dụng của ai à, ví dụ như ông nói là người dân yêu nước mà những cái thành phần nào đó lợi dụng cái lòng yêu nước À, thì để người ta làm gì và người ta lợi dụng bằng cách nào ông chỉ nói như vậy mà tôi cũng đau buồn là người Việt Nam chúng ta cứ nghe những cái lời cứ có cái mác lãnh đạo có cái mác tiến sĩ giáo sư có cái mác uh, luật sư bác sĩ là cứ nghe chứ chả biết là những cái câu nói của nó là những là những cái, là những cái là câu nói của họ là những cái câu mà người nào 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 tẹt nào nào phẳng không có gì nào toàn sâu bỏ trong đó cả yeah. em bây giờ nói lòng yêu nước bị lợi dụng. Bây giờ cái gì cũng lợi, dụng. bây giờ chuyên môn là có những cái gì cũng bị lợi dụng. Ở cái câu này tôi chán, tôi không muốn phân tích này nhưng mà tôi muốn phân tích một cái câu này là không ai giải trao đất cho người nước ngoài vào gây rối thì xin thưa với ông trọng thì đúng rồi. Người giải người ta đâu có làm cái truyền giải, người giải người ta đâu có bán nước, người giải người ta đâu có cho người nước ngoài vào mà không có kiểm soát, không có thẩm định đâu mà chỉ à quên xin lỗi là người khôn vừa có điện thoại người khôn người ta không có bán nước người khôn người ta không có cho người ngoài vào để người nước ngoài vào mà không thẩm định không kiểm soát đó chỉ có người dạy mới làm như thế thì bây giờ ông 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 nói là không có không có ai dạy mà cho người ngoài vào để gây rối thì xin thưa là tôi khẳng định là ông là người dạy và cái chế độ những cái người, không phải là hoàn toàn những người trong chế độ nhưng mà cái chế độ chính trị này đa số những người cầm quyền chính ở trong đó là những người ngu dại là như thế này này cho Trung Quốc vào các tỉnh biên giới phía bắc không kiểm soát trong lúc đó mình sang Trung Quốc là phải bị kiểm soát rồi là à, cho người nước ngoài vào thành lập cái phô mô sa là xả thải ra gây cá chết hàng loạt thiệt hại kinh tế bao nhiêu ô nhiễm môi trường cho nên là vấn đề là xung đột xã hội vấn đề ảnh hưởng kinh tế các tỉnh miền trung thì đó là những người dài dột chứ thưa ông thì đó chính là các ông đó chính là là là, là ông nguyễn phú trọng đấy là đứng đầu đấy, đấy. rồi là cái bô xít tây nguyên đấy cho người nước ngoài vào không thẩm định không có trình độ vì người ta coi như là nói sao nghe vậy rồi cho vào bây giờ bươi trượt nhoét rồi ô nhiễm môi trường mà trả thu được cái đồng bạc nào mà cuối cùng là bây giờ là đất đai hiện tại người ta đang chiếm đang chiếm dụng đấy rồi thì là biết bao nhiêu các cái công trình các cái dự án kể cả chỉ có những người giải với cho những cái nhà thầu Trung Quốc vào làm những cái, cái cái đường mà đầu tiên thì vốn chỉ là 500 triệu đô thì sau một năm sau thì tăng đổi vốn lên một một tỷ đô rồi xong rồi 3 năm sau lại lên tỷ một, một tỷ rưỡi đô xong rồi cứ lên 7-8 năm trả xong mà làm làm bây giờ là giống như con rắn bò loan quan loan quan vậy đấy đó. đó xong rồi là những cái người mà lập đặc khu để mà cho người nước ngoài vào là thứ nhất là cho cái 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 nước mà lân cận á vào là coi như là không có cần phải kiểm soát đi vào tự do thứ hai là cho người nước ngoài vào đó là coi như làm kinh tế mà không cần dự án vào đó dưới hai tháng không cần phải visa rồi thì là à, vào đó buôn bán súng ống vũ khí rồi vào đó là à, kinh doanh đỉ điểm à. rồi thì là 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 coi như là lập cái đặc khu hành chính Vì xin thưa ông một quốc gia người ta có cái sự quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương ngành ngang đến ngành dọc Chứ đâu có ai lập cái khu hành chính riêng ờ, Làm làm chi lập hành chính riêng đó là tách cái vùng đó ra khỏi cái sự quản trị của xã hội Thì chẳng khác nào là bán nước Thì chỉ có những người giải đúng rồi chỉ có những người giải mới làm như thế Chứ còn không có ai giải mà đi cho người nước ngoài vào gây rối cả Nhưng mà chỉ có người giải như vậy nhưng mà thiên chưa Chính ông là người dạy Chính những người như ông như Trần Đại Quang Nguyễn Xuân Phúc như một cái không chỉ riêng cá nhân mấy ông đó mà một cái tập đoàn à, là 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 dạy dột mà chính những người các ông là dạy nhất các ông bị bọn cấp dưới nó lừa nó thổi nó tái xong rồi thì cứ thông tin thì các ông chỉ ngồi trong phòng lạnh các ông nghe các bọn tư bản đỏ nó đem đến cho các ông đâu có đi thị sát mà kể cả các ông đi các ông chả biết đầu óc như nào các ông làm gì mà biết phân tích cái sự kiện mà đi thì các ông không đi làm kinh nghiệm làm kinh tế làm các cái chuyện này chuyện kia không có toàn ba cái bằng giả rồi lý thuyết suông rồi ngành xây dựng đảng mác lenin rồi bây giờ ngồi chờ thông tin người ta đưa đến rồi ngồi nói tùm lum còn khi là kể cả bây giờ nói là cái lực lượng vũ trang trấn áp đó thì có khi là cũng không phải ông trọng ra 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 lệnh nhưng mà bây giờ cái 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 cái, cái một cái bộ sầu đó cầm quyền nó nó lùng đoạn thì chính là xin thưa ông trọng là chính ông là những kẻ giải rột nhá đấy rồi là là coi như là luật an ninh mạng thì bây giờ chính các ông là chính ông khen luật an ninh mạng là ông là một cái người cực kỳ ngu dốt dại dột đó à, tôi nói như này có thể là khó nghe nhưng mà đó là nói đúng cái từ đúng bản chất của ông à, của ông trọng mà đại diện cho cái tập đoàn cầm quyền à, bây giờ không các ông không thể chối cãi được các ông là những người giải dột mà các ông đang nói là đang nói là không ai dại dột trao đất cho nước ngoài vào làm gây rối thì chính các ông đang nói chính bản thân các ông à, qua các phát ngôn qua các qua các hành động à, thì các ông đang giải dụt luật an ninh mạng thì theo nguyên tắc là phải bảo vệ mạng rồi lại viết là bảo vệ à, an ninh quốc gia xong rồi chính ông hôm nay ông mở mồm là làm luật an ninh mạng phải để bảo vệ chế độ chứ chứ không thể để chúng nó chửi bới chúng nó muốn nói gì thì nói đó ông có mồm đó ông nói những cái 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 ngôn từ bệnh hoạn như này mà cũng được báo chí đưa lên như thế này này à. mà trong lúc đó À, tại sao ông lại cấm người khác nói được, người khác có cấm ông nói được không à, Cái thứ hai nói là nói trên mạng, cái mạng con người sinh ra người ta có quyền tương tác nói ở trên ấy, để ông Cái gì hay ông nghe mà cái gì Dở thì ông không nghe mà kể cả người khác người ta cũng biết loại trừ biết chọn lọc à, Người ai cũng có đầu óc, ông làm như ông tài giỏi lắm xong ông đi lo cho người khác, ông lo con cháu ông, ông lo Có khi còn xong chưa, ông lo cái thân ông ông xong chưa chính các ông giải dột chính các ông ngu dốt thì bị người ta chỉ trích thì các ông mới mới cứ sợ lòi cái điểm yếu cái xấu ra rồi các ông mới này đi đi dùng những cái âm mưu thủ đoạn những cái trò đe hèn, những cái vũ lực để 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 để, để cấm nhá yeah. rồi thì là là ông không hiểu rằng là cái sự chỉ trích đó là đó là tốt giống như bây giờ tôi nói tóm lại là như ông ông với vợ ông vậy thôi khi mà vợ ông làm cái gì ông cũng nhăn nhó, ông cũng nói thậm chí là cũng nặng lời thì mục đích là ông mong muốn vợ ông nhận ra cái sai trái và sửa sai thì chính ra cái chỉ trích đó là có tác dụng. Chứ tạo hóa sinh ra con người cái gì nó cũng có cái 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 tác dụng chứ không phải là là nó có chức năng hết. À? Hay là khi ông làm cái gì đó vợ ông cũng cằn nhằn, chỉ trích ông thì mục đích là vợ ông thấy ông sai trái, vợ ông thấy ông À, lẳng lơ thì vợ ông chỉ trích mà để mục đích là để ông không có có những cái hành động hành vi sai trái như vậy này thì cái chỉ trích phê bình là nó có tác dụng tích cực à, còn giả thử như mà khi nào mà vu khống bịa đặt thì đó là khác rồi đó lúc đó mới là phạm tội mà chính tôi nói đấy không ai rảnh rảnh rồi mà đi bê, biết những cái chuyện mà mà gọi là thâm cung bí sử mà để đi bịa đặt cả tất nhiên là có những cái thành phần trước đây là do chính cái chế độ cộng sản đánh họ, họ phải đi lưu vong đi, đi 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 gọi là đi 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 à, đi, đi, à, đi, đi, à, đi, đi à, sống lưu đày đấy thì có thể là họ rất là ghét họ có những người tôi biết là họ tìm cách chống phá có nghĩa là không phải là phá gì nhưng mà họ coi như là muốn dìm các ông xuống địa ngục. Tôi cũng hiểu có những trường hợp là họ muốn như vậy. Nhưng mà thực ra là họ chỉ bên ngoài. Còn một cái quốc gia có chủ quyền, có lãnh thổ, có biên giới, có lực lượng về tình báo, về an ninh quốc phòng, về an toàn xã hội và có hàng chục triệu dân sống ở trong đó để làm chủ. Đấy. Thì các ông chả phải ngại gì những cái thành phần ở ngoài mà nói chung là bươi xấu mà nếu mà những th... bây giờ các ông đang sống ở trên một cái quốc gia có chủ quyền có 90 triệu dân thì các anh làm gì thì các cũng làm gì tốt thì người dân người ta hiểu còn những cái thành phần nào mà nói xấu nói nói bịa đặt thì người dân người ta biết người ta loại trừ người con người lúc nào cũng biết bảo vệ cái lẽ phải biết bảo vệ những người tốt à. mà các ông tốt thì các ông phải sợ gì cái, cái thành phần nào ở ngoài mà bịa đặt à. cho nên là lúc nào bịa đặt vô khống thì mới là mới là vấn đề nhưng mà bịa đặt thì cái chẳng ngại chẳng hạn như bây giờ kể cả này dư luận viên bò đỏ lên nói tôi là uh, ăn cứt mà tôi không ăn thì tôi chả sợ gì cả hay là tôi nói tôi là uh, là, là, là là, gì nói để, để kiếm uh, uh, 3 đồng đô la nhưng mà tôi, tôi chẳng ngại gì cả tại vì nói cái đấy là gió bay Tại, tại vì nói cái đấy nói chung là giả sử như tôi làm cái gì đó có bằng chứng mờ ám mà vi phạm pháp luật phạm tội thì nói là ừ, để mà có cái cơ quan pháp luật trừng trị còn cái lời nói là gió mấy còn như các ông là các ông không dám đối diện với sự thật mà các ông không hiểu rằng cái phê bình chỉ trích đó là cái tốt đó là cái giúp nhau để mà hoàn thiện giúp nhau để mà phát hiện cái sai trái mà đi đi chứ còn không bây giờ ông là một ông tổng bí thư trưởng một cái đảng à, được Đệ tử của ông ấy, coi như là à, tung hô nhưng mà ông mở mồm ông bảo là bọn chúng phải đập tan bọn chúng rồi thì là không thể cho chúng nó muốn nói gì thì nói muốn chửi gì thì chửi phải ra luật an ninh mạng để bảo vệ chế độ thì chẳng khác nào là lời nói của bọn trộm cướp bọn giang hồ nhá yeah. thì nói tóm lại là bây giờ là cái việc của chúng ta là có khổ một cái là họ nói thì có nhiều cái thì họ nói không sai đa số thì họ nói nói leo nói theo cái dạng là tình thế nói luồn lách nói lươn lẹo nói những cái từ mơ hồ nhưng mà có những cái là không sai ví dụ họ nói là coi như là sống phải làm việc sống và làm việc phải theo pháp luật thì cái đó là đúng nhưng mà xin thưa là họ nói là nói ai Ý họ ám chỉ là dân nhưng mà thực sự chính họ là sống Là không theo Pháp luật Làm việc không theo pháp luật Cho nên là cái vấn đề ở đây là họ nói một đường làm một nẻo Cái đó mới là cái vấn đề Nói một đường mà làm một nẻo chứ còn nói thì vì chẳng hạn như bà Ngân bà nói là yêu nước là phải Đúng pháp luật Thì đúng rồi Yêu nước là phải đúng pháp luật có nghĩa là sống là phải đúng pháp luật không vi phạm pháp luật yêu nước có nghĩa là không có xâm phạm đến quyền lợi quyền lợi ích của ai đến tài sản của ai cả à, rồi phải làm việc và có bao nhiêu phải đóng thuế theo tương ứng phần trăm bấy nhiêu rồi thì là ngoài cái việc là lo cho bản thân cho gia đình thì phải lo những cái chuyện chung của ngoài xã hội ví dụ như là những cái chuyện ngang trái những cái chuyện bất bình bất bình đẳng ngoài xã hội từ cho đến cái chuyện là đất đai lãnh thổ bị xâm chiếm thì phải để tâm đến thì đó là yêu nước à. nhưng mà bà ngân mà cũng kêu gọi như vậy nhưng mà chính là những người như bà ngân như ông trọng là những người vi phạm pháp luật thì chính họ là không yêu nước chính họ đang nói vào mặt họ đúng không ạ cho nên tôi nói là bây giờ người ta cứ nói là một đường mà người ta làm một nẻo Nó khổ là cái cái cái, vấn đề là như vậy đó bây giờ yêu nước đơn giản không phải là ôm giang sơn bốn bể tứ bể ôm cái đất nước ôm cái xã hội mà yêu nước là mỗi công dân lao động tích lũy của quải cho mình đóng thuế và trong quá trình sinh hoạt lao động không có xâm phạm đến tài sản của ai đó không có cướp quyền chính trị của ai, không có đánh đập trấn áp ai, không có trộm cắp của ai. Rồi thì là đóng thuế đầy đủ, rồi thì là làm những cái thể hiện cái quyền lực chính trị để mà bảo vệ những cái chuẩn mực từ cộng đồng cho đến là nhà nước. Tham gia bảo vệ, gó, đóng góp ý kiến về xây dựng luật cũng như là các cái chính sách, các cái chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Đó là yêu nước. Thế bây giờ như các ông các bà là tham ô tham nhũng là vi phạm pháp luật rồi thì nếu mà nói như các ông là yêu nước là phải sống đúng pháp luật thì nếu vậy là các ông trà phải là những người yêu nước mà các ông chừng là người phản nước đó phản nước là phản quốc đấy chứ không phải là phản nước uống rồi các ông là cướp quyền chính trị của người dân có người là các ông thành lập đảng các anh vào nhà nước nhưng mà người khác thành lập chưa nói là lập đảng mà nhập lập nhóm là các ông cho là coi như là chống uh, lật đổ chính quyền nhân dân uh, phạm vào an ninh quốc gia xong rồi là đưa vào cái chương an ninh quốc gia là tội nặng biệt giam luôn không có luật sư cũng không được gặp thì đó là các ông đang vi phạm pháp luật Hiểu không? vi phạm rồi bây giờ người dân đi biểu tình để thể hiện cái chính kiến thì các ông là không những cho lực lượng vũ trang mà thuê cả giang hồ ra đánh đập bắt bớ à, như con thú kéo người ta giữa đường thì các ông vi phạm pháp luật mà không đây không phải là pháp luật mà vi phạm luôn cả hiến pháp vi phạm luôn cả các cái quyền phổ quát của nhân loại của con người à, các ông cũng là con người chứ đúng không rồi là các ông nói là không vi phạm pháp luật nhưng mà bây giờ đó là coi như là từ cái chuyện mà thâm một ngân sách, từ cái chuyện mà ô nhiễm môi trường, từ cái chuyện mà à, là tội những cái tội phạm xâm hại đến an toàn xã hội đến tài sản nhân dân là toàn công chức, quan chức không? Tướng thì đánh bạc, tướng thì à, buôn bán heroin, rồi tướng thì tê tê bốc, rồi đủ các kiểu. à thế cho nên là nói tóm lại là bây giờ nói tóm lại là với các bạn là họ nói một đường là một nẻo và khi à, mà có một đến một cái mức độ nào đó thì là là họ, họ dùng vũ lực họ dùng bạo lực đó là công an và côn đồ Đấy. thì đến một lúc đó là sao nếu mà như vậy đó là xã hội vô pháp đó là một cái tổ chức đó không phải là nhà nước, không phải là chính quyền đúng nghĩa Mà đó là một cái tổ chức mà là nói như họ chứ lợi dụng chính quyền, lợi dụng nhà nước để trục lợi từ nhân dân Để đục khoét từ nhân dân Chứ đó chả phải là nhà nước theo đúng nghĩa là nhà nước của dân do dân vì dân Đúng ạ Cho nên bây giờ đến lúc là sao chúng ta phải bầu chọn những cái người đại diện chẳng hạn như những người Facebook Chứ không phải là tê tê bốc, phải không? những người thu phí chứ không phải là thu giá à? rồi những người là muốn thể hiện quyền lực ai cũng có quyền lực miễn sao là không làm đúng vai trò trách nhiệm à? chứ không có nhốt quyền lực vào lòng ví dụ như mà một quốc gia hoa kỳ thì người ta muốn tổng thống của người ta có quyền lực càng nhiều càng tốt để mà lãnh đạo uh, chính quyền cấp dưới để mà tương tác bang giao với các quốc gia khác Chứ đâu có ai nhốt quyền lực vào lòng thương trọng mà đó là câu nói đầu mồm của ông. hả Rồi thì là lò củi thì là coi như là đó. Bây giờ là một cái nhà nước mà thực chất là một cái tổ chức súng của đó rồi đấm đá nhau xong rồi thì là cái bên thắng thì lấy cái bên thua làm thành tích về này khoe khoang với những cái nạn nhân. trên tôi nói là tôi nói tóm lại là cái bọn trộm cướp thì lúc nào nó cũng trộm cướp rồi nhưng mà tôi trách là trách dân à, những người dân Tại vì họ đấy quan chức công chức từng cùng từng người dân mày ra. Thì giờ dân thì chui vô đó. Sau này là những người dân khác còn lại thì có số thì thể hiện chính kiến, thể hiện bằng hành động. Có số biết nhưng mà im im. Sáng nay tôi mới có một người bạn cũ tôi, bạn gái. nhắn tin này tôi người này thì nói chung là nói chung là vai trò địa vị thu nhập thì rất là cao thì tôi mới bảo có gì không hay là tính đi biểu tình thế cô ấy bảo là không có đi biểu tình đâu đi biểu tình người ta đánh đập rồi con ai nuôi đấy thì có nghĩa là cũng không phải như bò đỏ mà phản đối biểu tình nhưng mà có nghĩa là cũng sợ một cái gì đó thì thực ra là là sợ thì đúng là ai cũng sợ thật nhưng mà có cái là bây giờ nếu mà không có đi biểu tình thì cũng phải có cái ý kiến cái hành động gì đó để mà không có phải là uh, mạnh mẽ không có ấy nhưng mà cũng để mà gọi là uh, khích uh, khơi dậy cho những người xung quanh biết được rằng là cái mô hình cái uh, uh, cái, cái 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 cách thức uh, thiết lập mối quan hệ xã hội giữa con người và con người trong uh, của Việt Nam chúng ta thì đang có cái lệch lạc thì mỗi người phải điều chỉnh một chút đấy thế còn không ai chịu điều chỉnh cả thì cái mơ cái cái tình trạng nó vẫn vậy ví dụ như một cái đám cưới đang ồn ào thì bây giờ muốn bớt ồn ào thì một là mọi người phải có ý thức để giảm xuống chút giảm âm xuống mà hai là phải có đó ai nói chứ còn mà một cái đám cưới đang ồn ào mà ai ai cũng giữ nguyên cái trạng thái cái âm lượng như vậy thì cái đám cưới nó vẫn cứ ồn ào đúng không ạ hay là một cái đường đi đang lộn xộn như vậy thì mọi người phải ngắm vào đó để điều chỉnh mình đi chậm đi nhanh đi hướng nào để mà làm sao mà để lưu thông chứ còn nếu mà mình vẫn cứ đi như cũ thì cái đường nó vẫn tắt thì một cái xã hội chúng ta cũng vậy chúng ta phải có những cái 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 cái, cái uh, hành vi điều chỉnh mà hành vi đó là phụ thuộc vào cái nhận thức của chúng ta, đó là kiến thức và kỹ năng, kỹ năng có nghĩa là để tạo ra cái các cái giá trị, cái công việc, nhận thức là để điều khiển cái hành vi đó. thì bây giờ chúng ta cùng phải đồng nào chứ? còn mà biết thì biết nhưng mà không có điều chỉnh, à, không có là hành động thay đổi trong cái hành động thì không khác được thì nhiều lúc có bực mình thì nói ông trọng vậy thôi chứ tôi đảm bảo ông trọng thì cũng chả biết gì cả ông ấy ngồi trên rồi thì đám dưới nói sao thì ông nói vậy thì bây giờ nói thẳng ra thì ông là cũng con người như chúng ta có phải là ông ấy thích điều xấu đâu nhưng mà bây giờ ông ấy chỉ nhận thông tin một chiều Xong rồi ông bây giờ nhà báo nói thưa tổng bí thư là bây giờ là cái toàn bọn ngựa rượu chè cờ bạc nghiền hút là nó ấy chứ bây giờ bọn bọn cháu đi vô thực tế đó người dân người ta hiền lành người ta đâu có muốn biểu tình đấy. Thế là trọng bực quá, đúng rồi. Tao phải lên đi tiếp xúc cử tri phải lên tivi nói bằng được. Tưởng là thế nào chứ như thế này thì tổng bí thư cũng phải lên tiếng không thể cái bọn để nghiền hút như vậy nó hoành hành nó chửi bới được nhưng mà thực tế đâu có phải bọn nghiền hút Và toàn tất cả đầy đủ các thành phần từ người dân rồi chức sắc tôn giáo rồi các chuyên gia lên tiếng nhưng mà ông không biết đó rồi thì là ông có nói là không có ai giải gì trao đất cho người nước ngoài vào gây rối mà ông không có trình độ để ông hiểu rằng là đó trao cái Phô formosa đó vào xả thải trao cái bô xít tây nguyên trao cái các cái dự án ở miền tây á rồi là ông không nhận thức được rằng là viết cái luật đặc khu rồi thì không có tưởng tượng được rằng như thế nào mà chỉ có là à ờ, chúng ta là quang vinh chúng ta đánh thắng bao nhiêu uh, đế quốc chúng ta đi từ thắng lợi này đến từ thắng lợi khác rồi thì chúng ta là 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 uh, đảng là coi như là ý chí tập thể không có cá nhân nào lụng đoạn trong rồi chúng ta là những thành phần tinh nhuệ trong xã hội đi đi vào đây đúng toàn những thành phần tinh tinh nhuệ ngược không ạ? À? Đó. À? À? Tại vì có thể là ông trọng trước đây có thể ông không mua chức mua không có chạy chức nhưng mà bây giờ toàn chạy chức chạy quyền toàn những cái người gọi là là thiểu năng ở ngoài không có đi làm ra tiền thì bắt đầu chạy vô đó để ngồi kiếm mấy mấy triệu tiêu rồi bắt đầu là từ từ là là, là cùng nhau cấu kết rồi là, bắt đầu là, là đi đi vơ vét thì tôi cái này thì nói vui vậy thôi gọi là điểm báo không phải là nói vui nhưng mà ý là nói điểm báo không có cái 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 một cái gì nó nó có đầu có đuôi cả à, thì bây giờ tôi xin điểm một cái mục khác này cho nó ấy đi trên nói cái này thì thực ra tôi không thích nói đâu tôi đâu có phải là cái khiếu nói đâu nhưng mà tôi thấy viết ít người đọc rồi thì phải lên nói một tí à, chứ còn chính ra thì viết thì hay hơn ở cái chỗ là mình viết sai thì mình viết lại được mình đang viết xong rồi thấy sai đấy mình chỉnh chứ còn khi nói một cái là thâu vô đó là thôi đấy thì bây giờ đọc cái mục khác chút là về có cái gì hay hay đó. đấy không biết là bao lâu rồi chắc cũng lâu Đọc okay. cái uh, chứng khoán đi ha Đây, uh, chứng khoán là FED tăng lãi suất thì ảnh hưởng đến chứng khoán Việt Nam như thế nào? FED là Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, viết tắt là FED Thì cái này là báo, uh, không phải báo Hoa Kỳ đăng mà báo Việt Nam, báo uh, thanh niên đăng ấy thì phép tăng lãi suất ảnh hưởng đến chứng khoán việt nam như thế nào thì tôi xin nói chứng khoán là như thế này à, chứng khoán là một cái sàn để huy động vốn cho các doanh nghiệp cái lời lại à, cái tiền thu nhập từ những người gọi là giao dịch hoạt động chứng khoán là thực ra là tiền từ các cái hoạt động từ hoạt động của các doanh nghiệp mà ra chứ không phải cái không phải là cái sàn chứng khoán đó tạo ra của cải sản phẩm mà cái sàn chứng khoán đó là một cái kênh thu hút thu thu hút nguồn vốn cho các doanh nghiệp mà xin thưa là doanh nghiệp Việt Nam chúng ta mà những cái doanh nghiệp lên sàn là đa số là những doanh nghiệp nhà nước có nghĩa là những công chức nhà nước lấy tiền ngân sách quốc gia rồi thành lập công ty làm kinh tế thì tôi xin thưa nói một câu rằng là doanh nghiệp cái nhà nước cái kiểu đó toàn chỉ có lộ trở lên đó rồi thì lúc mà người ta hứng lên thì người ta báo cáo lời để khoe thành tích nhưng mà lúc mà có cái gì đó thì người ta báo cáo lộ để trốn thuế để không có phải nộp thuế đó rồi cuối cùng là vốn đầu tiên thì cũng là lấy từ ngân sách quốc gia rồi khi lộ thì cũng lấy từ ngân sách quốc gia thậm chí những tập đoàn những doanh nghiệp nhà nước còn đi vay vốn nước ngoài thì khi nợ thì đã gọi là doanh nghiệp nhà nước có người là vốn của quốc gia, vốn từ ngân sách quốc gia. thì theo nguyên tắc họ lấy cái ý là khi làm lời thì cũng bỏ vào ngân sách cho nhân dân. mà thì nếu vậy là khi lộ thì nhân dân phải chịu, có người là phải lấy từ ngân sách quốc gia là bù. thì đó là tại sao nợ công của chúng ta có là khó trả ở cái chỗ là không phải là chính phủ vay để mà xây dựng những cái công trình phục vụ cho nhân dân rồi thì nhân dân lại trả đưa lại cái, cái 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 trả lại cái phí cái tiền cái giá trị đó để chúng phụ trả nợ mà chính những cái nguồn tiền rất là lớn là chính là 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 là, là, là quan chức lấy ngân sách quốc gia à, làm kinh tế rồi lỗ thì cuối cùng là để lại cục nợ cho nhân dân thì họ làm rồi họ nghỉ hưu họ làm đây họ chết đi nhưng mà cái nợ gọi là nợ quốc gia thì không thể thoát được nợ quốc gia thì đời cha không trả được Đời con phải trả Đời con không trả Đời cháu phải trả Quốc gia là một cái Quốc gia nó tồn tại mãi mãi Có nghĩa là một cái lãnh thổ Và những con người à, à, Sống trên đó Là nó tồn tại mãi mãi Chỉ có là Nó khác ở cái chỗ là Con người này chết Thì con người khác à, Là coi như là à, Là trồi ra à, Được đẻ ra Và sinh sống ở đó Đó à. Cho nên là họ lấy tiền ngân sách quốc gia họ thành lập doanh nghiệp nhà nước. Mà doanh nghiệp nhà nước thì gọi là tiền chùa. Đâu có phải tiền của mình đâu mà phải lo suy nghĩ làm cho nhiều mà thậm chí chưa làm được vơ vét. Cái thứ hai là những người công chức quan chức đâu có phải là những người làm kinh tế đâu mà biết làm kinh tế. Mà bây giờ là họ, ví dụ như mình kể cả biết làm kinh tế mình cũng phải làm từ à, từ, từ từng từng bậc một, từng cái giai đoạn một nhưng mà bây giờ họ vừa không biết làm kinh tế mà họ vừa lấy tiền nguồn vốn khổng lồ họ thành lập những cái doanh nghiệp rất là lớn Đấy. thì cho nên là vừa đã không biết mà vừa là những cái doanh nghiệp lớn thì lại càng khó quản lý càng không có đủ trình độ để mà mà gọi nói cái từ là gọi là làm ăn để điều hành cho nên là lỗ vốn cho nên là cái sàn chứng khoán của chúng ta thì nói thẳng ra là đứng thứ hai thế giới từ dưới lên có nghĩa là sau sim sau Zimbabwe đấy cho nên là tôi không bao giờ tôi muốn đùng nói chuyện chứng khoán là chẳng không chứng khoán việt nam tại vì không đáng để nói mà cái đó là có những cái thành phần là coi như là tiền chùa tham ô tham nhũng rồi nghỉ hưu rồi vô đó gọi là để chơi chứng khoán có nghĩa là giống như đánh bạc mua cổ phiếu để mà hưởng cái giá tranh lệch cổ phiếu mà thôi còn những cái thành phần mà gọi là đầu tư thật thì nói thẳng ra chả có lời còn những người nước ngoài vào đầu tư chứng khoán việt nam ta người giống như tôi nói thẳng là giống như đa cấp người ta vào lợi dụng cái sự kém hiểu biết dại dột của người việt nam mình những cái thành phần mà dư tiền nó tiền tham mô tham nhũng rồi chơi chứng khoán thì những người nước ngoài vào đó người ta cũng coi như là là, là 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 nhìn cái cách người việt chơi chứng khoán và người ta có một cái kinh nghiệm bề dày mà người ta muốn để mà mà cùng chơi theo cái kiểu là mua bán cổ phiếu hàng ngày để tranh lệch cái giá. Người ta tung tin người ta này kia cho người Việt mua giá xong bán mua lúc nào bán như thế nào vân vân là tại vì những cái người chơi chứng khoán gọi là không phải đầu tư chứng khoán mà dùng từ chơi chứng khoán là cũng căn cứ vào những cái thông tin của người khác chứ con nếu mà những người đầu tư chứng khoán thì những người đó là đã có trình độ rồi mà tôi khẳng định những người đầu tư chứng khoán thì không có ai đầu tư chứng khoán Việt Nam hết người bây giờ kể cả các bây giờ chúng ta ở Việt Nam chúng ta vẫn đầu tư chứng khoán ở Tokyo ở New York ở London được à. bây giờ các bạn muốn đầu tư chứng khoán miễn sao các bạn có hiểu biết về chứng khoán có trình độ các bạn mở một cái tài khoản vào Yahoo Uh, hay là vào Google hay là vào uh, các cái trang đấy Các bạn mở tài khoản vẫn tham gia chứng khoán uh, ở nước ngoài bình thường Chứ không phải là uh, muốn tham gia chứng khoán nước ngoài là phải đến nước ngoài Chứ những người có thực sự có đầu óc trình độ Có tiền để đầu tư chứng khoán Người ta không có đầu tư chứng khoán ở Việt Nam Đã. Mà chứng khoán Việt Nam gọi là chỉ có là chơi chứng khoán thôi Giống như sòng bài Đã. Mà sòng bài thì trong đó có bịt bợn bịp bợm không có phải bằng các cái uh, nam châm hay là bằng cái gì che mắt ảo thuật mà bịp bợm bằng thông tin Đấy. thì chứng khoán việt nam là coi như là gọi là chơi chứng khoán bịp bợm bằng bằng thông tin cho nên là cái chuyện mặt chứng chứng khoán sồi trụt trụt rồi xuống rồi, rồi trồi lên thì cái đó là quốc gia nào cũng có cho nên tôi thấy nhiều lúc các bạn cứ nghĩ rằng là chứng khoán việt nam trụt thì thế này thế kia trời thế này thế kia, tôi không quan tâm cái thứ hai là luôn tiền đây tôi cũng nói là có một số bạn mà cứ thấy cái việt nam gì xấu là mừng giống như kiểu là mừng nếu mà các bạn thấy cái đó với điều kiện là lúc nào xã hội việt nam có cái sự nội dạy hai bên đối kháng ví dụ như giải quyết cái vấn đề ôn hòa không xong mà khi đó mà có cái sự đối kháng bằng vũ lực ấy, thì lúc đó các bạn thấy cái phe mà phe bất chính bất tài mà thua thế thì các bạn mừng còn được còn bây giờ tôi thấy có những người bảo ở chứng khoán Việt Nam sụt thế là mừng, ở thế là cộng sản sụp đổ, nó còn lâu. Cộng sản, cái gọi là tôi không nói cộng sản mà tôi nói là những quan chức công chức gọi là cái chế độ độc tài nó lúc nào nó cũng ngồi trên đầu, trên vai của người dân. Chết là phải người dân chết trước. Chứ không phải thấy thấy chứng khoán sụt là coi như là nói là nhà nước chính quyền Hay là đảng Cộng sản là sắp chết. Nó còn lâu. Dân chết trước nó còn chưa chết nữa. Đó. À? tại vì nó nắm đầu cán, đó. nó ra chính sách thuế, nó quyết định vấn đề chi tiêu, các cái vấn đề chi tiêu bí mật nó nắm về ở lực lượng vũ trang, đó, thì ai chết trước, người dân mình phải đi làm còng cổ đóng thuế, rồi thì nó, mình nói ở đây nó thì nó hơi ấy quá nhưng mà cũng là người Việt Nam, rồi. nhưng mà nói chung là nói tóm lại là, là những cái bộ phận trong chính quyền là có chết thì chết sau không có chết trước đâu nên các bạn đừng có thấy những cái gì đó việt nam ấy là bắt đầu cứ ấy lên mà muốn việt nam phát triển thì phải cung cấp những cái kiến thức uh, gọi là góp gió thành bạo uh, có công mày sắt có ngày nên kim đấy chứ thực sự mà tôi thấy những cái có những cái thành phần mà kiểu cứ chửi bới chả giải quyết được cái gì cả bây giờ các vị cứ thấy cái con hay là cháu của mình mà nó 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 ngơ ngơ nó không biết gì thì mình phải chỉ chứ nếu mà mình chửi bới nó chả biết mà nó thêm ghét mà nó ghét thì nó lại càng phản nó ghét nó lại càng bảo thủ càng cục cục bộ cái vấn đề là nó như vậy cái cái vấn đề mà phá thì dễ nhưng mà xây dựng rất là khó đó. ví dụ như vô chửi bới một hai câu thì chửi thậm chí là viết viết một cái sản đó rồi bắt đầu cứ copy gửi hết comment này gửi hết Facebook khác chửi bới rất là dễ nhưng mà khi mình vào căn cứ vào những cái nội dung thực tế để mà mình viết cái gì đó để mà điều chỉnh cái sai trái hay là để cung cấp mấy cái 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 kiến thức để cho người kia nhận ra cái sự lệch lạc cái đó mới là khó cái đó yêu cầu là đồng não còn mà bây giờ chửi bới thì tôi viết sẵn tôi lưu vào điện thoại vào máy tính xong rồi tôi cứ đi rà rà khắp khắp Facebook cứ chửi thì dễ lắm nhưng mà khi bình luận thực sự thì mỗi cái status có nghĩa là mỗi cái bài viết của mỗi người có một cái nội dung khác thì đòi hỏi mình phải có cái sự là phản hồi nó khác thế bây giờ mình muốn xây dựng xã hội xã hội nào cái yếu tố cốt lõi để xây dựng xã hội đó là trình độ đó là kiến thức kỹ năng thế nói cho cùng là người việt nam thời nào thời người bắc người nam kể cả người nam bây giờ thế người nam bây giờ cũng là coi như À, có phải là người bắc uh, nôi cộng sản rồi thế là, là là chỉ có làm truyền tầm bảy tầm bảng mà người nam bây giờ cũng thế có nghĩa là khi mà con người không có kiến thức đi vào một cái uh, mô hình một cái cách vận hành mà lệch lạc thì nó không ra giá trị và nó bị xung đột thì bây giờ ví dụ như ở, viên, ở miền nam cũng cảnh sát cũng đánh người rồi cũng là đó như thằng sinh nguyện sinh nguyện gì đó đó là cũng người nam đó hiệp sĩ đó đi đánh người biểu tình vân vân thì tất cả là do không có trình độ kỹ năng à, do không hiểu biết không có trình à, kỹ năng để tạo ra của cải không có trình độ để hiểu biết để nhận ra sai đúng đúng không thế kể cả tôi nói quay trở lại như thời những người làm chính trị tiền bối như thời Hồ Chí Minh thế cũng do họ lệch lạc đáng lẽ ra là lúc đó mà họ thông minh họ hiểu biết thế thì họ không có theo cái chủ thuyết cộng sản kể cả Trung Quốc có dù dỗ thì đáng lẽ họ phải từ chối và họ phải À, kết hợp với à, những người khác như, đảng phái khác như Ngô Đình Diệm hay là như, như những người khác để mà à, theo một cái đường lối khác nhưng mà chỉ, chính họ cũng dài dột, à, thì tất cả là do dại dột do kém hiểu biết mà đã. Lúc chiều đây tôi nói có nói một clip giống như bố tôi đấy, à, người ta đến cái một cái bếp ga bếp để nấu là có 500 trăm ngàn mà đến lừa bán hai triệu rưỡi bố tôi vẫn mua là tại vì do thiếu thông tin thì ai cũng có thiếu thiếu thông tin nhưng mà bây giờ xin nói kết với vấn đề chúng ta với lại đặc biệt là những quan chức nguyễn phú trọng một điều rằng là không ai hoàn hảo cả nhưng mà cái vấn đề là con người chúng ta muốn phát triển tiến bộ được rằng là khi có cái sự phản hồi cái sự phản ứng cái sự chỉ trích phê bình người khác thì mình phải tiếp nhận thì mình, mình mới biết được à, có cái thông tin đa chiều mới biết đúng sai Chứ còn nói con người thì không ai ngồi một chỗ mà biết được khắp nơi, biết được cái thứ này, thứ kia. Không ai ngồi một chỗ mà tự nhiên kiến thức có trong đầu, thông tin có trong đầu, các cái sự kiện nó đến trong đầu mà phải tương tác. Cho nên là như Nguyễn Phú Trọng đó, bây giờ là coi như cứ nghe đám đệ tử là về hầu, về tâu làm sao thì nói vậy. Chứ thực ra là không phải là ông ấy cố tình bịa đặt, nhưng mà ông ấy chỉ là nghe cái đám thân cần của ông ấy bầu ông ấy lên, xong rồi tân bốc ông thì ông nói như vậy mà cái đó là cái sai lầm Hả? thì ông nói là không ai giải mà đi uh, giao đất cho nước ngoài vào làm tầm bảy tầm bà thì cái, đúng là cái ý nói như vậy là đúng nhưng mà chính là ông ấy đang nói vào bản thân của ông ấy. chính ông ấy đã từng không phải là sẻ mà đã làm cái chuyện đó đã là coi như cho cái thuê cái vùng đất formosa là Thứ nhất là đã trái luật Luật đất đai quy định là 50 năm Nhưng mà cho thuê 70 năm Thứ hai là đó vào thực tế Chúng ta cái gì cùng lấy thực tế làm cái 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 thước đo là à? Thì bây giờ cái thực tế là Phô Mô Sa vào là họ xả thải Cho đến bây giờ là họ xây tường rào kín Là coi như là họ làm cái gì đó Thậm chí chúng ta không biết Rồi chúng ta có biết được bây giờ họ nói là họ làm cái chuyện đó như họ làm một cái âm mưu gì đó làm sao cho nên là chỉ có những người dài thì mới giao đất cho người khác để mà làm cái gì mà không kiểm soát được. Thì đúng là chỉ có những người dài mới làm như vậy. Mà ông ấy nói không có ai dài mà thực chất ông ấy là dài. Tôi nói thẳng là cũng là người Việt chúng ta nói như tại sao cái chính quyền của chúng ta tệ hại như vậy tại sao cái nhà nước của chúng ta tệ hại như vậy là tại vì thành toàn quy tụ những thành phần ít học nhưng mà vào đó thì lại lệ dễ lạm dụng rồi người dân gọi chúng ta những người không vào nhà nước thì cũng không quan tâm gì vấn đề nhà nước không quan tâm cứ mặc để ai muốn làm gì làm khi bệnh hoạn ung thư thì nói là số do phật do trời do chúa khi đau ốm thì do cứ nói là do phó thác cho Chúa, cho Phật, cho trời mà không biết được rằng là có những cái có những cái thì đúng là do vận mệnh của trời của Chúa thật có nghĩa là có cái quy luật tự nhiên nhưng mà có những cái do con người mình tạo ra. À, do con người chẳng hạn như bây giờ tại sao tai nạn giao thông của chúng ta nhiều mà các cái quốc gia đường xá rộng thì tai nạn ít là tại vì đường xá rộng đi theo lề lối có đường nhiều thì đâu có ai phải đi lấn chiếm đâu có phải đi ai đi băng đi ngược đi xuôi gì đâu thì đó thì mà chúng ta muốn có đường rộng lớn thì chúng ta phải có cái cách để tạo ra của cải thứ nhất là cái cách để hoạt động với nhau để ngăn chặn những cái hành vi sai trái ngăn chặn những cái bọn ngu dốt mà lại tham ô tham nhũng xong rồi lại cùng nhau khi mà công bằng như vậy cùng nhau tạo ra giá trị thì mới có tiền bạc để xây đường xây xá thì mới giảm bớt tai nạn giao thông hay là ung thư cũng thế Ung thư muốn bớt ung thư thì chúng ta phải có thực phẩm an toàn, có môi trường không khí trong lành muốn như vậy thì chúng ta phải có tạo ra nhiều cái sản phẩm là ngon tốt mà muốn có cái sản phẩm ngon tốt thì thứ nhất là chúng ta phải có trình độ về khoa học công nghệ về về nông lâm nghiệp, thứ hai nữa là phải có cái thiết bị máy móc. Đó. Thứ ba nữa là coi như là, là là chúng ta phải có những cái hệ thống xử lý thải. Đấy. Rồi thì kể cả về ý thức À, không có xả thải rồi về cái trình độ để nhận biết được cái dùng cái gì là độc cái gì không độc chứ còn nói tóm lại là do chung đi chung lại thì nhiều lúc nói là cứ đổ lỗi cho chính quyền nhà nước thì nhà nước là của dân cơ mà sao lại chúng ta lại đổ lỗi nhưng mà ý là chúng ta đổ lỗi cho những người trong nhà nước nhưng mà những người trong nhà nước họ cứ là thay thế nhau họ làm cùng từ dân chúng ta mà ra nên à, chúng ta bây giờ đến lúc là phải nhìn nhận lại nếu ai sai trái phải điều chỉnh mà ai thấy người khác sai trái cũng phải có trách nhiệm điều chỉnh thì mới trở thành một xã hội gọi là là phát triển được trở nên một cái gọi là không có văn minh phồn thịnh lắm thì cũng phải là an toàn yên bình mà đặc biệt là cũng phải là độc lập tự chủ không có lệ thuộc Trung Quốc được Chứ tôi nói thẳng ra không chỉ quan chức chính quyền lệ thuộc Trung Quốc mà người người dân chúng ta lệ thuộc Trung Quốc rất là lớn về vấn đề kinh tế, về vấn đề các cái uh, sử dụng các cái sản phẩm vân vân. À. Thì nói này thì cứ nói đi nói lại thì các bạn trong Facebook nghe nhàm chán, bởi thế tôi hay thay đổi bản đấy. Thì nhiều lúc tôi có xóa bản thì cũng thông cảm mà tại vì tôi hay thay đổi bản để nói tóm lại là nói với vấn đề chính trị thì cũng quay đi quay lại những cái chuyện đó tất nhiên là ví dụ như là mỗi có mỗi lúc có mỗi sự kiện khác nhưng mà cũng quay, quay đi quay lại là con người phải khá lên phải tương tác phải linh hội phải tương tác và nói cho cùng kể cả là bây giờ là bởi thế tôi không có chẳng ai chứ luận viên hết á là tại vì chính là kể cả một cái thành phần trong xã hội là muốn tốt lên Nhưng mà cái thành phần ngu dốt nó là cái rào cản Thậm chí là nó dùng vụ lực để nó kìm kẹp Thì những cái thành phần bộ tiến bộ cũng không có phát lên được Mà chính cái thành phần lệch lạc Đang gọi là bị, đang đang u mê đấy Thì chính thành phần đó mới là cần kiến thức kỹ năng đấy. Nên tôi thấy, tôi cũng khuyên rằng là các bạn khi mà có tức lên thì chửi thế thôi Nhưng mà trong một câu chửi thì phải kèm một câu để mà cung cấp kiến thức kỹ năng cho họ cung cấp những cái à, là là những cái gì đó mà cảm thấy có ích cho họ tất nhiên là tùy theo khả năng của mình chứ còn mà cứ thấy dư luận viên bò đỏ chửi chửi xong rồi cứ khóa khóa blog blog nếu thế thì nếu thế thì lên livestream làm gì lên nói cho người biết rồi thì nói làm gì Đúng không? Chẳng hạn như tôi nói cho các bạn biết rồi nhưng mà tôi mong các bạn xe hay là tôi mong những cái người dư luận viên, những cái người u mê vào tiếp cận. Tôi biết rằng rằng là đa số những người biết rồi lên nghe ủng hộ hay là... Mà tôi nói ủng hộ tôi không trả được cái gì cả. Nhưng mà có thể các bạn, những người biết rồi bấm một cái lời bình luận thì có thể là các cái bản, bản của các bạn là cần biết. Tôi thấy có những người lên livestream cứ thấy trái ý cái là blog, blog chẳng chẳng. Tôi, tôi thấy những cái đó là phản tác dụng mình đã dám đưa cái mặt lên mình đã nói gọi là nói những cái chuyện là đường đường chính chính thì mình sợ gì ai chửi mà chính những thành phần chửi bới đó là những thành phần cản trở mình thì mình phải gọi là cung cấp cái kiến thức cho họ thậm chí là nhiều lúc biết là họ phá hoại của mình nhưng mà mình phải mềm dẻo chứ đó. chẳng hạn như khi mà thằng cướp nó cướp của mình nhưng mà mình bảo thôi anh ơi thông cảm thế này kia thì nó mới tha cho mình rồi sau đó mình có dùng cái biện pháp gì mà để mà đáp trả thì tính sao như lúc đó thì bây giờ những cái thành phần u mê trong xã hội là những cái lực cản Đã? cụ thể là đó bây giờ đi biểu tình thì những cái người ra trấn áp đánh đập mặc đồng phục hay không đồng phục thì cũng là người việt nam rồi những cái người chỉ đạo cũng là người việt nam họ cứ nghĩ rằng là họ tốt chứ họ đâu có cố tình làm xấu đâu nhưng mà do họ kém hiểu biết họ nghĩ họ nghĩ tốt họ muốn tốt nhưng mà cái cái nào của họ lệch lạc dẫn đến cái hành vi của họ lệch lạc xâm phạm mà bây giờ chúng ta chặn họ chúng ta đâu có sống được một mình đâu họ trộm cắp của chúng ta họ tham mô tham nhũng của chúng ta họ sẽ đưa ra các cái quyết định chính trị để mà À, cho những cái thành phần nào đó vạch đất của chúng ta họ cho nước ngoài vào thuê đất của chúng ta rồi thì là ô xả thì ô nhiễm môi trường rồi thì thậm chí là có những dùng các cái âm mưu thủ đoạn để hủy hoại sức khỏe của chúng ta chẳng hạn chứ chúng ta chẳng họ trên Facebook nhưng mà cuộc sống thật chúng ta đâu có sống tách tách biệt với họ được trên tôi nói thẳng ra là những cái thành phần gọi là chửi bới là những thành phần đó các bạn cần phải chú ý vào để mà coi như là 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 tương tác với họ chứ còn giả sử nhưng mà chặn họ mà ngoài đời cũng chặn được thì thôi ví dụ như là đó tụi bay khác ý khác hành động thì về cái khu đó về cái vùng đó về cái miền đó chúng tôi sống cái miền này nhưng mà nó đâu có chịu đâu đúng không nó đâu có chịu mà cũng thực tế không làm được cái chuyện như vậy Thế tôi thấy các bạn mà cứ chặn <laughs> Bây giờ nói sang chuyện khác điểm, điểm báo nói sang chuyện khác Các bạn mà cứ chặn với luận viên Thì cuối cùng cứ tự nói cho chăm, với nhau nghe Thì nói làm chi nữa Nói làm chi ai anh biết rồi Nói làm chi nữa Đúng không Thế bây giờ một điểm báo Mà lại nói sang chuyện khác Thế à À thôi chắc là ừ, Hình như hơn một tiếng rồi thì tôi cũng xin chào tạm biệt tại vì những người vào sau mà nhìn cái video dài thì những người ta không muốn nghe Đấy. thì mục đích nó lên nói như thế này thì cũng mong là dư luận viên ấy, thì đúng là nhiều lúc tôi tức thì tôi cũng nói gọi là nặng lời nhưng mà tôi tôi nghĩ tôi cái đó là cái nặng lời để để các vị biết được rằng là tại sao người ta lại nặng lời như thế mà chúng tôi nặng lời không có bằng các vị là dùng bạo lực để mà trấn áp từ cái việc tham ô tham nhũng xong rồi thì là dùng bạo lực để mà là là, là ngăn chặn các cái là ý chí hành vi hành động của người khác không cho người khác là 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 là, là, là thể hiện cũng như là có cái hành động để chống lại những cái sai trái của các vị các vị xác định là các vị đi làm công chức ăn lương thì bây giờ chỉ các vị chỉ tính một bài toán là tiền các vị tiêu hàng ngày từ ra là bản thân cho đến con cái cho đến là tài sản này kia từ đâu ra thì đó là nếu mà ngoài đồng lương đó là những cái bất hảo nếu mà cái chuyện mà nuôi gà nuôi vịt thì không nói nhưng mà ý tôi nói là cái thu nhập mà không phải do nuôi gà nuôi vịt không phải do đồng lương mà các vị tiêu được thì đó là tiêu của người khác thế giả sử như các vị muốn tiêu nhiều thì các vị đi làm nghề khác chứ đâu có ai cấm đâu mà kể cả nghề gọi là nghề công chức trong nhà nước cũng đâu có ai bắt các vị làm đâu mà lại cứ phải vào đó mà lấy của người khác thì nói chúng nói thẳng ra thì tất nhiên là cái lòng tham ai cũng có nhưng mà cũng có một mức độ nào đó hoặc là một giai đoạn nào đó thôi chứ không phải lúc nào đó vào đó rồi thì là cũng là để thu vén cho nhiều con người sống rồi cũng chết cả Nhưng mà Biết đâu sau này Ý thức xã hội cao Con cháu chắc các vị nghỉ lại Ở cha ông mình Ông nội mình, ông ngoại mình Cha mình trước đây giàu có là nhờ tham mô tham nhũng Chứ cha mình làm công chức Làm gì có giàu có như vậy Thì có khi là chính con cháu Các vị sau này Con cháu các vị cũng nghỉ như thế Rồi thì lúc đó là con cháu ra mồ Ra nghĩa địa là thôi À, ông ơi cha ơi trước đây trước đây không biết là ông có biết không cha có biết không chứ bây giờ là con biết được rằng là những cái biệt thự những cái à, vàng vòng đô la cha để lại cho con là do trước đây là cha tham ô tham nhũng mà để tham mô tham nhũng được thì cha phải dùng âm mưu thủ đoạn cho đến là dùng bạo lực để trấn áp đồng bào cho nên là bây giờ con ra đây con thắp nén hương để con cầu cho cha siêu thoát lên thiên đàng chẳng hạn. À. Ôi, mà nhưng mà quên những người làm công chức thì ít, ít những người tin vào đảo Kitô cho nên là không có cầu lên thiên đàng mà gọi là để siêu thoát nhá yeah. thì đó chứ không có phải bây giờ nào tịt xong rồi Facebook thì đọc tê tê bốc chỉ biết núc rượu với lại ăn bò úc bò mỹ mà lại chả biết lắng nghe chả biết ở ngoài xã hội như thế nào cả xong rồi thì là là cái lợi dụng ba cái những người cũng là đồng bào mới lớn lên những thanh niên vai u thịt bắp để dùng cái lá chắn để mà bảo vệ ba nói chung là bảo vệ cái dạ dày cái mồm của các vị thôi không tôi tôi nói thẳng đến bây giờ thì các vị không thể chối bỏ được các vị là những người gọi là thiểu năng cực kỳ thiểu năng đúng không ạ thiểu năng cái từ mà làm tôi tốn rất nhiều cái lo thậm chí là có khi là nói nhiều cái này biết đâu chết sớm mình không biết chứ tôi nói nhiều về cái chuyện thu giá thu phí cho nên về cái chuyện đó tôi mất công nói nhiều đáng lẽ bây giờ kể cả bụng rất là đói đáng lẽ nằm nghỉ ngơi hay là đánh cờ hay là à, tán gầu nhưng mà phải lên nói nói rồi đang có nhiều người lại đang đang nghĩ là cái ông này ông ấy kỳ này ông ấy thay tính đuổi nít ông ngông ngáo ông hay lên nói cái chuyện mà chả thấy liên quan gì đến công việc cả, không? Nghe. Hay là có nghĩa là có tiền, hả Nhưng mà thực sự là phải nói như ông như gia đình chúng ta đấy, một ngày mà không nói có chịu được không? Tại vì nói đó là nhu cầu, đó là tương tác, kể cả không có điều chỉnh sai trái thì đó là cái nhu cầu tương tác giữa con người con người. Đấy. Nhưng vì vậy khi chúng ta nói thì chúng ta phải nói cái gì đó cho nó À, kể cả nặng lời cũng được nhưng mà phải có giá trị có nghĩa là ý tôi muốn nói là dư luận viên bò đỏ nhiều lúc đó thì nói cái từ bò đỏ thì có vẻ là miệt thị họ nhưng mà thực sự là cùng muốn họ thay đổi làm sao mà để đừng có bị gọi bò đỏ nữa chứ còn bây giờ mà à, tôi không có gọi bò đỏ thì người khác cũng gọi quý vị bò đỏ thôi cho nên là tôi lâu lâu tôi vẫn gọi bò đỏ để ám chỉ đến là những người đang lệch lạc, u mê thiểu năng, những người à, theo cái, một cái chế độ một bệ các vị gọi là tôn sùng cái cờ đỏ mà lẩy đi chế nhạo các cái cờ khác. Tôi thì tôi không có tôn sùng cờ nào cả, mà tôi cũng không có chế 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 rượu cờ nào cả. Cái cờ nó chỉ là một cái vật vô tri vô giác một cái màu sắc quan trọng là những người tôn trùng những cái lá cờ đó những người đứng sau cái lá cờ đó là làm được cái gì tạo ra được những cái giá trị gì cho bản thân chưa nói là cho xã hội các vị tạo ra được những cái giá trị cho bản thân đừng có đi cướp đi 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 lừa người khác là tốt lắm rồi thậm chí các vị tạo ra nhiều tôi hưởng trái các vị tôi càng mừng hoặc là các vị không tài tạo ra đi hưởng trái tôi cũng được nhưng mà đừng có À, đi đi tìm cách kìm kẹp rồi thì đặc biệt là dùng côn đồ để mà hù dọa ấy lại. Đấy là Trưa nay có người nói mà huy động năm trăm anh em tìm tôi. Tôi bảo bây giờ các chú cứ tìm Như tìm đến anh gặp anh là, là các chú lại cười kha kha lên. Đấy. Tại vì là người ta cho các anh ba củ thì nếu mà anh anh bị à, người ta cho các chú ba củ thì nếu mà anh bí của anh cũng cho các chú ba củ rưỡi xem này xong. Tại vì các chú thì cũng vì tiền cả thôi Đúng không Thôi đến đây xin kính chào nha Xin tạm biệt Thì tâm gì đó ở Hà Nội là gọi các đại biểu để hỏi xem là đại biểu nào ấn nút thông qua luật À, an ninh mạng đại biểu nào, coi như là ấn nút phủ quyết từ chối, thì có những đại biểu thì bận họp, có những đại biểu thì nghe như vậy thì cúp máy ngang, à, chỉ có có một số một hai đại biểu thì coi như trả lời là là coi như là à, từ chối, coi như là phủ quyết cái luật đó, còn lại là coi như coi cử tri, coi dân như rác như cỏ nhưng mà bây giờ nói là quốc hội luôn suy nghĩ đến dân thì đúng rồi luôn suy nghĩ đến dân là coi như là dân à, kỳ này có khấm khá không à, à, lúa má thế nào có tài sản không nhiều không để tăng thuế hay là đi nước ngoài lao động về có à, kỳ này ấy là có à, ngoài tệ gửi về đó có khấm khá không thì để rồi bắt đầu là à, tìm cách là để tăng phí tăng thuế thôi luôn nghĩ đến cái túi của dân thôi chứ không nghĩ đến cái 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 tài sản cái cái, cái cái tài sản vô hình cái trí tuệ của dân đó yeah cho nên là tôi không đọc nội dung nhưng tôi đọc cái tựa đề bài báo là quốc hội luôn suy nghĩ đến dân thì đúng một phần suy nghĩ đến tiền của dân thôi. À, chứ còn mà à, kiến thức tài sản vô hình những cái ý chí của dân để mà tại vì theo theo nguyên tắc là đại biểu quốc hội là đại diện cho dân làm theo ý chí dân và theo nhiệm kỳ năm năm một nếu mà đại diện mà làm tốt thì à, dân à, bầu tiếp hoặc là nếu mà già cả thì nghỉ đấy chứ không phải là đại biểu quốc hội là một cái phật một một phật hay là một uh, tiên tri nào đó để mà 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 có cái gì đó tài giỏi để mà làm cho dân mà đại diện tiếng nói của dân thôi đấy. đấy đại diện ý chí của dân đấy cho nên là họ nói là quốc hội luôn suy nghĩ đến dân nhưng mà tôi chúng ta thấy là họ thực tế là họ luôn luôn suy nghĩ đến túi tiền của dân thôi rồi tiếp là đến cái uh, mục Nguyễn Phú Trọng thì tôi hôm nay tôi đã, tôi đã nói một clip rồi nhưng mà bây giờ tôi nói tiếp là như thế này uh, có ba cái điểm báo ông Trọng nói là không có mục đích nào khác là vì nước vì dân thì xin thưa với ông Trọng là thứ nhất là nếu mà ông nói không có mục đích nào khác vì nước vì dân thì cái thứ nhất tại sao những người đi biểu tình mà đi biểu tình thì phải có kêu gọi, phải có kích động, phải có hô hào Thì ông lại ngủ ý rằng là thế lực thù địch Ông nói là toàn bọn ma túy, trích hút toàn bọn uh, uh, nghiện ngập, bọn đủ thứ Ông nói là đủ thứ à? Và ông nói là thế lực thù địch phải đập tan Không thể để là coi như là chúng thế này thế kia Đấy cái thứ hai là là vì dân thì tại sao dân không đồng ý thì thôi Tại sao làm cái gì đó cho dân mà dân không đồng ý thì thì, thì thôi chứ Tại sao lại lại vì dân mà dân không đồng ý luật an ninh mạng mà ông còn khoe khang là luật an ninh mạng là một cái thành quả của Quốc Hội thì, thì bầu bầu ra tỷ lệ bầu 86,86 phần ,86 trăm là con số đẹp đấy chứ hả thì ông 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 nói hoa văn như vậy thôi chứ cái đó đâu có phải là vì dân vì dân có nghĩa là phải theo lợi ích của dân phải lắng nghe ý kiến dân Đấy. vì dân làm sao mà ông cứ trườn vào các ông cứ trườn vào làm bằng bằng được theo những cái các ông đề ra mà mặc dầu là dân phản đối rất là dữ dội rồi khi dân phản đối thì các ông nói là đó là thế lực thù địch thế lực thù địch nào bây giờ hồi trước thì có thể là chúng tôi không có mạng chúng tôi không biết chứ bây giờ đó có mạng chúng thấy trên, trên toàn quốc là toàn người uh, dân việt chúng ta là ra đường phản đối trên mạng người việt chứ thế lực thù địch nào mà nếu ông nói thù địch uh, thế lực thù địch chẳng khác nào ông nói là đồng bào ông nói là nhân dân việt nam là thù địch được của, của các ông thì chứng tỏ là các ông là thù địch của chúng tôi à. mà thù địch thì đến lúc nó nào, nào đó là phải đập nhau thôi đã thù địch là 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 rồi có ngày đập nhau rồi ông trọng à. chứ không phải là ông cứ ngồi đó ông nghe cái bọn cấp dưới hót rồi ông chả biết gì cái thực tế kể cả ông nói là à, là do bị à, à, coi như là bị kích động hay là thành phần nào đó phá hoại tài sản thì thực ra là ông trọng không biết thực tế ông thứ nhất là ông không biết dùng mạng xã hội facebook thứ hai là ông không có thị sát thực tế mà xin thưa với ông Trọng là những cái cảnh mà đập phá tài sản đó là cảnh sát người ta dàn dựng người ta lấy tài sản công ra để đập phá để 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 bôi nhọ biểu tình, cũng như là cái chuyện mà giả giả giảng công an đánh người rồi thì cho đến là quay clip cho nhận tiền, những cái đó là ông không thực tế, những cái đó là do chính cái chế độ của ông tạo ra. Đấy. chứ còn người dân đi biểu tình, người ta đi biểu tình ôn hòa cầm biểu ngữ rồi thì À, mặc dù là có khi là người ta đi không có đúng hàng lối Nhưng mà tại vì cái đó là Không có luật à? Nhưng mà nói chung là Ông phải hiểu thì Ông cũng là con người Việt Nam Người ta cũng con người Việt Nam Đâu có hay hớm gì ra mà phải đập phá Người ta bỏ công bỏ việc đi biểu tình Cái chuyện bất đắc chỉ thôi à? Nhưng mà ông không thực tế Ông một người già rồi nhưng mà ông không có kinh nghiệm đời Ông cứ nghe cái bòn bưng bô Rồi nó nỉnh hót ông trong nó đưa thông tin gì Ông thì ông nói vậy thôi À kể cả giống như nhà báo thu yên vậy đấy à, đi thực tế nhưng mà về viết tầm 7, tầm 3 nói là cái người kích động biểu tình ở Việt Nam là uh, uh, nghiện hút rồi là ngáo đá rồi thì là cứ cho là một bên một một mặt thì nói là dân uh, bình thuận hiền lành một mặt khác này biểu tình đó là thế lực thù địch đó thì cuối cùng là cứ đổ lỗi cho thế lực thù địch thù địch nào nhá nếu mà ông chỉ ra ông cây nhà nước phải có trách nhiệm đó, tình báo cũng như cơ quan à, là à, bộ quốc phòng bộ công an phải chỉ ra cái thế lực thù địch nào thì chúng tôi sẵn sàng đập tan cái thế lực thù địch đó không? chúng tôi là coi như là toàn có có quốc có, có sảnh mà coi như đập tan cái thế lực thù địch mà để mà xâm phạm đến an ninh quốc gia xâm phạm đến an toàn xã hội xâm phạm đến tài sản của của dân Đấy chứ không phải là cái thế lực tù địch mà mà ông ông nói ám chỉ đó là 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 người Việt Nam là nhân dân Việt Nam rồi ông nói tiếp này lòng yêu nước bị lợi dụng đấy cứ nói vậy bây giờ yêu nước lợi dụng thì lợi dụng yêu nước như thế nào ai lợi dụng lợi dụng bằng cách nào lòng yêu nước mà bị lợi dụng thì rồi cái người lợi dụng đó cái người lợi dụng cái lòng yêu nước là lợi dụng của ai à, ví dụ như ông nói là người dân yêu nước mà những cái thành phần nào đó lợi dụng cái lòng yêu nước hả à? thì để người ta làm gì và người ta lợi dụng bằng cách nào ông chỉ nói như vậy mà tôi cũng đau buồn là người Việt Nam chúng ta cứ nghe những cái lời cứ có cái mác lãnh đạo có cái mác tiến sĩ giáo sư có cái mác uh, luật sư bác sĩ là cứ nghe chứ chả biết là những cái câu nói của nó là những là những cái những câu nói của họ là những cái câu mà người nào 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 tẹt nào nào phẳng không có gì nào toàn sâu bỏ trong đó cả yeah. em bây giờ nói lòng yêu nước bị lợi dụng Bây giờ cái gì cũng lợi dụng Bây giờ chuyên môn là có những cái gì cũng bị lợi dụng Ở à, cái câu này tôi chán tôi không muốn phân tích này Nhưng mà tôi muốn phân tích một cái câu này Là không ai giải Trao đất cho người nước ngoài vào gây rối Thì xin thưa với ông Trọng thì đúng rồi Người giải người ta đâu có làm cái chuyện giải Người giải người ta đâu có bán nước Người giải người ta đâu có uh, Cho người nước ngoài vào mà không có kiểm soát Không có thẩm định đâu Mà chỉ uh, Quên xin lỗi là người khôn vừa có điện thoại người khôn người ta không có bán nước người khôn người ta không có cho người ngoài vào để người nước ngoài vào mà không thẩm định không kiểm soát đó chỉ có người dạy mới làm như thế thì bây giờ ông 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 nói là không có không có ai dạy mà cho người ngoài vào để gây rối thì xin thưa là tôi khẳng định là ông là người dạy và cái chế độ những cái người, không phải là hoàn toàn những người trong chế độ nhưng mà cái chế độ chính trị này đa số những người cầm quyền chính ở trong đó là những người ngu dại là như thế này này cho trung quốc vào các tỉnh biên giới phía bắc không kiểm soát trong lúc đó mình sang trung quốc là phải bị kiểm soát rồi là à, cho người nước ngoài vào thành lập cái formosa là xả thải ra gây cá chết hàng loạt, thiệt hại kinh tế bao nhiêu ô nhiễm môi trường cho nên là vấn đề là xung đột xã hội vấn đề ảnh hưởng kinh tế các tỉnh miền trung thì đó là những người già dột chứ, thưa thương thì đó chính là các ông đi chế đó chính là, là 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 ông Nguyễn Phú Trọng đấy là đứng đầu đấy, đấy. rồi là cái bô sĩ tây nguyên đấy cho người nước ngoài vào không thẩm định không có trình độ vì người ta coi như là nói sao nghe vậy rồi cho vào bây giờ bươi trượt nhoét rồi ô nhiễm môi trường mà trả thu được cái đồng bạc nào mà cuối cùng là bây giờ là à, đất đai hiện tại người ta đang chiếm đang chiếm dụng đấy rồi thì là biết bao nhiêu các cái à, công trình các cái dự án kể cả đó, chỉ có những người giải với cho những cái nhà thầu Trung Quốc vào làm những cái cái, cái đường mà đầu tiên thì vốn chỉ là năm à, trăm triệu đô thì sau một năm sau thì tăng đổi vốn lên một à, một tỷ đô rồi xong rồi ba năm sau lại lên tỷ à, một, à, một tỷ rưỡi đô xong rồi cứ lên bảy tám năm trả xong mà làm làm bây giờ là giống như con rắn bò loan quan loan quan vậy hả à? đó xong rồi là những cái người mà lập đặc khu để mà cho người nước ngoài vào là thứ nhất là cho cái 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 nước mà lân cận á vào là coi như là không có cần phải kiểm soát đi vào tự do thứ hai là cho người nước ngoài vào đó là coi như làm kinh tế mà không cần dự án vào đó dưới hai tháng không cần phải visa rồi thì là à, vào đó buôn bán súng ống vũ khí rồi vào đó là à, kinh doanh địa điểm à. rồi thì là 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 coi như là lập cái đặc khu hành chính vì xin thưa ông một quốc gia người ta có cái sự quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương ngành ngang đến ngành dọc chứ đâu có ai lập cái khu hành chính riêng ờ, làm làm chi lập hành chính riêng đó là tách cái vùng đó ra khỏi cái sự quản trị của xã hội thì chẳng khác nào là bán nước thì chỉ có những người giải đúng rồi chỉ có người những người giải mới làm như thế chứ còn không có ai giải mà đi cho người nước ngoài vào gây rối cả nhưng mà chỉ có người giải như vậy nhưng mà thiên chưa Chính ông là người dạy Chính những người như ông như Trần Đại Quang Nguyễn Xuân Phúc như một cái không chỉ riêng cá nhân mấy ông đó mà một cái tập đoàn à, là 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 dạy dột mà chính những người các ông là dạy nhất các ông bị bọn cấp dưới nó lừa nó thổi nó tai xong rồi thì cứ thông tin thì các ông chỉ ngồi trong phòng lạnh các ông nghe các bọn tư bản đỏ nó đem đến cho các ông đâu có đi thị sát mà kể cả các ông đi các ông chả biết đầu óc như nào các ông làm gì mà biết phân tích cái sự kiện mà đi thì các ông không đi làm kinh nghiệm làm kinh tế làm các cái chuyện này chuyện kia không có toàn ba cái bằng giả rồi lý thuyết xuông rồi ngành xây dựng đảng mác lenin rồi bây giờ ngồi chờ thông tin người ta đưa đến rồi ngồi nói tùm lum còn khi là kể cả bây giờ nói là cái lực lượng vũ trang trấn áp đó thì có khi là cũng không phải ông trọng ra 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 lệnh nhưng mà bây giờ cái, cái 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 cái, một cái bộ sầu đó cầm quyền nó nó lùng đoạn thì chính là xin thưa ông trọng là chính ông là những kẻ giải dột nhá đấy rồi là là coi như là luật an ninh mạng thì bây giờ chính các ông là chính ông khen luật an ninh mạng là ông là một cái người cực kỳ ngu dốt dại dột À, tôi nói như này có thể là khó nghe nhưng mà đó là nói đúng cái từ đúng bản chất của ông à, của ông trọng mà đại diện cho cái tập đoàn cầm quyền à, bây giờ không các ông không thể chối cãi được các ông là những người dại dột mà các ông đang nói là đang nói là không ai dại dột trao đất cho nước ngoài vào làm gây rối thì chính các ông đang nói chính bản thân các ông à, qua các phát ngôn qua các qua các hành động à, thì các ông đang giải dụt luật an ninh mạng thì theo nguyên tắc là phải bảo vệ mạng rồi lại viết là bảo vệ à, an ninh quốc gia xong rồi chính ông hôm nay ông mở mồm là làm luật an ninh mạng phải để bảo vệ chế độ chứ chứ không thể để chúng nó chửi bới chúng nó muốn nói gì thì nói đó ông có mồm đó ông nói những cái 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 ngôn từ bệnh hoạn như này mà cũng được báo chí đưa lên như thế này này à. mà trong lúc đó à, Tại sao lại cấm người khác nói được Người khác có cấm ông nói được không à? Cái thứ hai nói là nói trên mạng Cái mạng con người sinh ra người ta có quyền tương tác Nói ở trên để ông Cái gì hay ông nghe mà cái gì dở thì ông không nghe Mà kể cả người khác người ta cũng biết loại trừ Biết chọn lọc Nhá người ai cũng có đầu óc ông làm như ông tài giỏi lắm xong ông đi lo cho người khác ông lo con cháu ông ông lo có khi còn xong chưa ông lo cái thân ông ông xong chưa chính các ông giải dột chính các ông ngu dốt thì bị người ta chỉ trích thì các ông mới mới cứ sở lòi cái điểm yếu cái xấu ra Rồi các ông mới lại đi đi dùng những cái âm mưu thủ đoạn những cái trò hèn, những cái vũ lực để 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 để, để cấm nhá yeah. rồi thì là là ông không hiểu rằng là cái sự chỉ trích đó là đó là tốt giống như bây giờ tôi nói tóm lại là như ông ông với vợ ông vậy thôi khi mà vợ ông làm cái gì ông cũng nhăn nhó, ông cũng nói thậm chí là cũng nặng lời thì mục đích là ông mong muốn vợ ông nhận ra cái sai trái và sửa sai thì chính ra cái chỉ trích đó là có tác dụng. Chứ tạo hóa sinh ra con người cái gì nó cũng có cái 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 tác dụng chứ không phải là là nó có chức năng hết. À. hay là khi ông làm cái gì đó vợ ông cũng cằn nhằn, chỉ trích ông thì mục đích là vợ ông thấy ông sai trái, vợ ông thấy ông Lặng lơ thì vợ ông chỉ trích mà để mục đích là để ông không có có những cái hành động hành vi sai trái như vậy này Thì cái chỉ trích phê bình là nó có tác dụng tích cực à. Còn giả thử như mà khi nào mà vu khống bịa đặt Thì đó là khác rồi Đó lúc đó mới là phạm tội Mà chính tôi nói đấy không ai rảnh rảnh rồi mà đi bê, biết những cái chuyện mà mà gọi là thâm cung bí sử mà để đi bịa đặt cả tất nhiên là có những cái thành phần trước đây là do chính cái chế độ cộng sản đánh họ Họ phải đi lưu vong đi đi đi, đi gọi là đi 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 à, đi, đi, à, đi, đi, à, đi, đi à, sống lưu đày đấy thì có thể là họ rất là ghét họ có những người tôi biết là họ tìm cách chống phá có nghĩa là không phải là phá gì nhưng mà họ coi như là muốn dìm các ông xuống địa ngục. Tôi cũng hiểu có những trường hợp là họ muốn như vậy. Nhưng mà thực ra là họ chỉ bên ngoài. Còn một cái quốc gia có chủ quyền, có lãnh thổ, có biên giới, có lực lượng về tình báo, về an ninh quốc phòng, về an toàn xã hội và có hàng chục triệu dân sống ở trong đó để làm chủ. đấy. Thì các ông chả phải ngại gì những cái thành phần ở ngoài mà nói chung là bươi xấu mà nếu mà những thằng bây giờ các ông đang sống ở trên một cái quốc gia có chủ quyền có 90 triệu dân thì các anh làm gì thì các cũng làm gì tốt thì người dân người ta hiểu còn những cái thành phần nào mà nói xấu nói nói bịa đặt thì người dân người ta biết người ta loại trừ người con người lúc nào cũng biết bảo vệ cái lẽ phải biết bảo vệ những người tốt à. mà các ông tốt thì các ông phải sợ gì cái cái thành phần nào ở ngoài mà bịa đặt à. cho nên là lúc nào bịa đặt vô khống thì mới là mà, mới là vấn đề nhưng mà bịa đặt thì cái chẳng ngại chẳng hạn như bây giờ kể cả này dư luận viên bò đỏ lên nói tôi là uh, ăn cứt mà tôi không ăn thì tôi trả sợ gì cả hay là tôi nói tôi là uh, là, là, là là, gì nói là để, để kiếm uh, uh, 3 đồng đô la nhưng mà tôi, tôi chẳng ngại gì cả tại vì nói cái đấy là gió bay Tại, tại vì nói cái đấy nói chung là giả sử như tôi làm cái gì đó có bằng chứng mờ ám và vi phạm pháp luật phạm tội thì nói là ừ, để mà có cái cơ quan pháp luật trừng trị còn cái lời nói là gió mấy còn như các ông là các ông không dám đối diện với sự thật mà các ông không hiểu rằng cái phê bình chỉ trích đó là cái tốt đó là cái giúp nhau để mà hoàn thiện giúp nhau để mà phát hiện cái sai trái mà đi đi chứ còn không bây giờ ông là một ông tổng bí thư trưởng một cái đảng à, được Đệ tử của ông ấy, coi như là à, tung hô nhưng mà ông mở mồm ông bảo là bọn chúng phải đập tan bọn chúng rồi thì là không thể cho chúng nó muốn nói gì thì nói muốn chửi gì thì chửi phải ra luật an ninh mạng để bảo vệ chế độ thì chẳng khác nào là lời nói của bọn trộm cướp bọn giang hồ nhá yeah. thì nói tóm lại là bây giờ là cái việc của chúng ta là có khổ một cái là họ nói thì có nhiều cái thì họ nói không sai đa số thì họ nói nói leo nói theo cái dạng là tình thế nói luồn lách nói lươn lẹo nói những cái từ mơ hồ nhưng mà có những cái là không sai ví dụ họ nói là coi như là sống phải làm việc sống và làm việc phải theo pháp luật thì cái đó là đúng nhưng mà xin thưa là họ nói là nói ai ý họ ám chỉ là dân nhưng mà thực sự chính họ là sống là không theo pháp luật làm việc không theo pháp luật cho nên là cái vấn đề ở đây là họ nói một đường là một nẻo cái đó mới là cái vấn đề nói một đường mà làm một nẻo chứ còn nói thì ví chẳng hạn như bà ngân bà nói là yêu nước là phải đúng pháp luật thì đúng rồi yêu nước là phải đúng pháp luật có nghĩa là sống là phải đúng pháp luật không vi phạm pháp luật yêu nước có nghĩa là không có xâm phạm đến quyền lợi quyền lợi ích của ai đến tài sản của ai cả à, rồi phải làm việc và có bao nhiêu phải đóng thuế theo tương ứng phần trăm bấy nhiêu rồi thì là ngoài cái việc là lo cho bản thân cho gia đình thì phải lo những cái chuyện chung của ngoài xã hội ví dụ như là những cái chuyện ngang trái những cái chuyện bất bình bất bình đẳng ngoài xã hội từ cho đến cái chuyện là đất đai lãnh thổ bị xâm chiếm thì phải để tâm đến thì đó là yêu nước à. nhưng mà bà ngân bà cũng kêu gọi như vậy nhưng mà chính là những người như bà ngân như ông trọng là những người vi phạm pháp luật thì chính họ là không yêu nước chính họ đang nói vào mặt họ đúng không ạ cho nên tôi nói là bây giờ người ta cứ nói một đường mà người ta làm một nẻo Nó khổ là cái cái cái, vấn đề là như vậy đó bây giờ yêu nước đơn giản không phải là ôm giang sơn bốn bể tứ bể ôm cái đất nước ôm cái xã hội mà yêu nước là mỗi công dân lao động tích lũy của quải cho mình đóng thuế và trong quá trình sinh hoạt lao động không có xâm phạm đến tài sản của ai đó không có cướp quyền chính trị của ai, không có đánh đập trấn áp ai, không có trộm cắp của ai. Rồi thì là đóng thuế đầy đủ, rồi thì là làm những cái thể hiện cái quyền lực chính trị để mà bảo vệ những cái chuẩn mực từ cộng đồng cho đến là nhà nước. Tham gia bảo vệ, gó, đóng góp ý kiến về xây dựng luật cũng như là các cái chính sách, các cái chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Đó là yêu nước. Thế bây giờ như các ông các bà là tham ô tham nhũng là vi phạm pháp luật rồi thì nếu mà nói như các ông là yêu nước là phải sống đúng pháp luật thì nếu vậy là các ông trà phải là những người yêu nước mà các ông chừng là người phản nước đó phản nước là phản quốc đấy chứ không phải là phản nước uống rồi các ông là cướp quyền chính trị của người dân có người là các ông thành lập đảng các anh vào nhà nước nhưng mà người khác thành lập chưa nói là lập đảng mà nhập lập nhóm là các ông cho là coi như là chống uh, lật đổ chính quyền nhân dân uh, phạm vào an ninh quốc gia xong rồi là đưa vào cái chương an ninh quốc gia là tội nặng biệt giam luôn không có luật sư cũng không được gặp thì đó là các ông đang vi phạm pháp luật Hiểu không? vi phạm rồi bây giờ người dân đi biểu tình để thể hiện cái chính kiến thì các ông là không những cho lực lượng vũ trang mà thuê cả giang hồ ra đánh đập bắt bớ à, như con thú kéo người ta giữa đường thì các ông vi phạm pháp luật mà không đây không phải pháp luật mà vi phạm luôn cả hiến pháp vi phạm luôn cả các cái quyền phổ quát của nhân loại của con người à, các ông cũng là con người chứ đúng không rồi là các ông nói là không vi phạm pháp luật nhưng mà bây giờ đó là coi như là từ cái chuyện mà thâm một ngân sách, từ cái chuyện mà ô nhiễm môi trường, từ cái chuyện mà à, là tội những cái tội phạm xâm hại đến an toàn xã hội đến tài sản nhân dân là toàn công chức, quan chức không? Tướng thì đánh bạc, tướng thì buôn bán heroin, rồi tướng thì tê tê bốc, rồi đủ các kiểu. À? thế, cho nên là nói tóm lại là bây giờ nói tóm lại là với các bạn là họ nói một đường là một nẻo và khi, à mà có một đến một cái mức độ nào đó thì là là họ, họ dùng vũ lực, họ dùng bạo lực, đó là công an và côn đồ, Đấy. thì đến một lúc đó là sao nếu mà như vậy đó là xã hội vô pháp đó là một cái tổ chức đó không phải là nhà nước, không phải là chính quyền đúng nghĩa Mà đó là một cái tổ chức mà là nói như họ chứ lợi dụng chính quyền, lợi dụng nhà nước để trục lợi từ nhân dân Để đục khoét từ nhân dân Chứ đó chả phải là nhà nước theo đúng nghĩa là nhà nước của dân do dân vì dân Đúng không ạ? Cho nên bây giờ đến lúc là sao chúng ta phải bầu chọn những cái người đại diện chẳng hạn như những người Facebook chứ không phải là tê tê bốc. Phải không? những người thu phí chứ không phải là thu giá à? rồi những người là muốn thể hiện quyền lực ai cũng có quyền lực miễn sao là không làm đúng vai trò trách nhiệm à? chứ không có nhốt quyền lực vào lòng ví dụ như mà một quốc gia hoa kỳ thì người ta muốn tổng thống của người ta có quyền lực càng nhiều càng tốt để mà lãnh đạo uh, chính quyền cấp dưới để mà tương tác bang giao với các quốc gia khác chứ đâu có ai nhốt quyền lực vào lòng thương trọng mà đó là câu nói đầu mồm của ông Hả? rồi thì là lò củi thì là coi như là đó bây giờ là một cái nhà nước mà thực chất là một cái tổ chức súng của đó rồi đấm đá nhau xong rồi thì là cái bên thắng thì lấy cái bên thua làm thành tích này khoe khoang với những cái nạn nhân trên tôi nói là tôi nói tóm lại là cái bọn trộm cướp thì lúc nào nó cũng trộm cướp rồi nhưng mà tôi trách là trách dân à, những người dân Tại vì họ thế quan chức công chức từng cùng từng người dân mình ra. Thì giờ dân thì chui vô đó. Sau này là những người dân khác còn lại thì có số thì thể hiện chính kiến, thể hiện bằng hành động. Có số biết nhưng mà im im. Sáng nay tôi mới có một người bạn cũ tôi, bạn gái. À, nhắn tin này tôi người này thì nói chung là nói chung là vai trò địa vị thu nhập thì rất là cao thì tôi mới bảo có vì có gì không hay là tính đi biểu tình thế cô ấy bảo là không có đi biểu tình đâu đi biểu tình người ta đánh đập rồi con ai nuôi đấy thì có nghĩa là từ đối kháng bằng vũ lực ấy, thì lúc đó các bạn thấy cái phe mà phe bất chính bất tài mà thua thế thì các bạn mừng còn được còn bây giờ tôi thấy có những người bảo ở chứng khoán việt nam sụt thế là mừng ở thế là cộng sản sụp đổ nó còn lâu Cộng sản ở cái gọi là tôi không nói Cộng sản mà tôi nói là những quan chức công chức gọi là cái chế độ độc tài nó lúc nào nó cũng ngồi trên đầu trên vai của người dân chết là phải người dân chết trước chứ không phải thấy thấy chứng khoán sụt là coi như là nói là nhà nước chính quyền ấy là đảng Cộng sản là sắp chết nó còn lâu dân chết trước nó còn chưa chết nữa. Đã? Tại vì nó nắm đầu cán Đã? nó ra chính sách thuế. Nó quyết định vấn đề chi tiêu Các cái vấn đề chi tiêu bí mật Nó nắm về ở lực lượng vũ trang Đó Thì Ai chết trước Người dân mình phải đi làm còng cổ đóng thuế Rồi thì nó Mình nói ở đây nó thì nó hơi ấy quá Nhưng mà cũng là người Việt Nam rồi Nhưng mà nói chung là Nói tóm lại là những cái bộ phận trong chính quyền là có chết thì chết sau không có chết trước đâu. Nên các bạn đừng có thấy những cái gì đó Việt Nam ấy là bắt đầu cứ uh, ấy lên mà muốn Việt Nam phát triển thì phải cung cấp những cái kiến thức uh, gọi là góp gió thành bạo uh, có công mài sắc có ngày nên kim. Đấy. Chứ thực sự mà tôi thấy những cái có những cái thành phần mà kiểu cứ chửi bới, Chả giải quyết được cái gì cả bây giờ các vị cứ thấy cái con hay là cháu của mình mà nó 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 ngơ ngơ nó không biết gì thì mình phải chỉ chứ nếu mà mình chửi bới nó chả biết mà nó thêm ghét mà nó ghét thì nó lại càng phản nó ghét nó lại càng bảo thủ càng cục cục bộ cái vấn đề là nó như vậy cái cái vấn đề mà phá thì dễ nhưng mà xây dựng rất là khó đó. ví dụ như vô chửi bới một hai câu thì chửi thậm chí là viết viết một cái sản đó rồi bắt đầu cứ copy gửi hết comment này gửi hết Facebook khác chửi bới rất là dễ nhưng mà khi mình vào căn cứ vào những cái nội dung thực tế để mà mình viết cái gì đó để mà điều chỉnh cái sai trái hay là để cung cấp mấy cái 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 kiến thức để cho người kia nhận ra cái sự lệch lạc cái đó mới là khó cái đó yêu cầu là đồng não còn mà bây giờ chửi bới thì tôi viết sẵn tôi lưu vào điện thoại vào máy tính xong rồi tôi cứ đi rà rà khắp khắp Facebook cứ chửi thì dễ lắm Đấy không? nhưng mà khi bình luận thực sự thì mỗi cái status có nghĩa là mỗi cái bài viết của mỗi người có một cái nội dung khác thì đòi hỏi mình phải có cái sự là phản hồi nó khác thế bây giờ mình muốn xây dựng xã hội xã hội nào cái yếu tố cốt lõi để xây dựng xã hội đó là trình độ đó là kiến thức kỹ năng thế nói cho cùng là người việt nam thời nào thời người bắc người nam kể cả người nam bây giờ thế người nam bây giờ cũng là coi như À, có phải là người bắc uh, nôi cộng sản rồi thế là là, là chỉ có làm truyền tầm bảy tầm bạ bả mà người nam bây giờ cũng thế có nghĩa là khi mà con người không có kiến thức đi vào một cái uh, mô hình một cái cách vận hành mà lệch lạc thì nó không ra giá trị và nó bị xung đột thì bây giờ ví dụ như ở, viên, ở miền nam cũng cảnh sát cũng đánh người rồi cũng là đó như thằng sinh nguyện sinh nguyện gì đó đó là cũng người nam đó, hiệp sĩ đó đi đánh người biểu tình vân vân thì tất cả là do không có trình độ kỹ năng à, do không hiểu biết, không có trình à, kỹ năng để tạo ra của cải, không có trình độ để hiểu biết để nhận ra sai đúng, đúng không ạ? Thế kể cả tôi nói quay trở lại như thời những người làm chính trị tiền bối như thời Hồ Chí Minh thế cũng do họ lệch lạc, đáng lẽ ra là lúc đó mà họ thông minh, họ hiểu biết thế thì họ không có theo cái chủ thuyết cộng sản. Kể cả Trung Quốc có dù dỗ thì đáng lẽ họ phải từ chối và họ phải à, kết hợp với À, những người khác như, đảng phái khác như Ngô Đình Diệm hay là như, như, như những người khác để mà uh, theo một cái đường lối khác nhưng mà chỉ, chính họ cũng dại dột à, thì tất cả là do dại dột do kém hiểu biết mà đã lúc chiều đây tôi nó có nói một clip giống như bố tôi đấy à, người ta đến cái một cái bếp ga bếp để nấu là có 500 trăm ngàn mà đến lừa bán hai triệu rưỡi bố tôi vẫn mua là tại vì do thiếu thông tin thì ai cũng có thiếu thiếu thông tin nhưng mà bây giờ xin nói kết với vấn đề chúng ta với lại đặc biệt là những quan chức nguyễn phú trọng một điều rằng là không ai hoàn hảo cả nhưng mà cái vấn đề là con người chúng ta muốn phát triển tiến bộ được rằng là khi có cái sự phản hồi cái sự phản ứng cái sự chỉ trích phê bình người khác thì mình phải tiếp nhận thì mình, mình mới biết được à, có cái thông tin đa chiều mới biết đúng sai Chứ còn nói con người thì không ai ngồi một chỗ mà biết được khắp nơi, biết được cái thứ này, thứ kia. Không ai ngồi một chỗ mà tự nhiên kiến thức có trong đầu, thông tin có trong đầu, các cái sự kiện nó đến trong đầu mà phải tương tác. Cho nên là như Nguyễn Phú Trọng đó, bây giờ là có như cứ nghe đám đệ tử là về hầu, về tâu làm sao thì nói vậy. Chứ thực ra là không phải là ông ấy cố tình bịa đặt, nhưng mà ông ấy chỉ là nghe cái đám thân cần của ông ấy bầu ông ấy lên, xong rồi tân bốc ông thì ông nói như vậy mà cái đó là cái sai lầm Hả? thì ông nói là không ai giải mà đi uh, giao đất cho nước ngoài vào làm tầm bảy tầm bà thì cái, đúng là cái ý nói như vậy là đúng nhưng mà chính là ông ấy đang nói vào bản thân của ông ấy. chính ông ấy đã từng không phải là sẻ mà đã làm cái chuyện đó đã là coi như cho cái thuê cái vùng đất formosa là Thứ nhất là đã trái luật Luật đất đai quy định là 50 năm Nhưng mà cho thuê 70 năm Thứ hai là đó vào thực tế Chúng ta cái gì cùng lấy thực tế làm cái 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 thước đo là à? Thì bây giờ cái thực tế là Phô Mô vào là họ xả thải Cho đến bây giờ là họ xây tường rào kín Là coi như là họ làm cái gì đó Thậm chí chúng ta không biết Rồi chúng ta có biết được bây giờ họ nói là họ làm cái chuyện đó như họ làm một cái âm mưu gì đó làm sao cho nên là chỉ có những người dài thì mới giao đất cho người khác để mà làm cái gì mà không kiểm soát được. Thì đúng là chỉ có những người dài mới làm như vậy. Mà ông ấy nói không có ai dài mà thực chất ông ấy là dài. Tôi nói thẳng là cũng là người Việt chúng ta nói như tại sao cái chính quyền của chúng ta tệ hại như vậy tại sao cái nhà nước của chúng ta tệ hại như vậy là tại vì thành toàn quy tụ những thành phần ít học nhưng mà vào đó thì lại lệ dễ lạm dụng rồi người dân của chúng ta nên những người không vào nhà nước thì cũng không quan tâm gì vấn đề nhà nước không quan tâm cứ mặc để ai muốn làm gì làm khi bệnh hoạn ung thư thì nói là số do Phật do trời do Chúa khi đau ốm thì do cứ nói là do phó thác cho Chúa cho Phật cho trời mà không biết được rằng là có những cái có những cái thì đúng là do vận mệnh của trời của Chúa thật có nghĩa là cái quy luật tự nhiên nhưng mà có những cái do con người mình tạo ra do à, con người chẳng hạn như bây giờ tại sao tai nạn giao thông của chúng ta nhiều mà các cái quốc gia đường xá rộng thì tai nạn ít là tại vì đường xá rộng đi theo lề lối có đường nhiều thì đâu có ai phải đi lấn chiếm đâu có phải đi ai đi băng đi ngược đi xuôi gì đâu thì đó thì mà chúng ta muốn có đường rộng lớn thì chúng ta phải có cái cách để tạo ra của cải thứ nhất là cái cách để hoạt động với nhau để ngăn chặn những cái hành vi sai trái ngăn chặn những cái bọn ngu dốt mà lại tham ô tham nhũng xong rồi lại cùng nhau khi mà công bằng như vậy cùng nhau tạo ra giá trị thì mới có tiền bạc để xây đường xây xá thì mới giảm bớt tai nạn giao thông hay là ung thư cũng thế ung thư muốn bớt ung thư thì chúng ta phải có thực phẩm an toàn có môi trường không khí trong lành muốn như vậy thì chúng ta phải có tạo ra nhiều cái sản phẩm là ngon tốt mà muốn có cái sản phẩm ngon tốt thì thứ nhất là chúng ta phải có trình độ về khoa học công nghệ về về nông lâm nghiệp thứ hai này là phải có cái thiết bị máy móc đó thứ ba này là coi như là 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 chúng ta phải có những cái hệ thống xử lý thải đó. rồi thì kể cả về ý thức đó. không có xả thải rồi về cái trình độ để nhận biết được cái dùng cái gì là độc cái gì không độc Chứ còn nói tóm lại là do, chung đi chung lại thì nhiều lúc nói là cứ đổ lỗi cho chính quyền, nhà nước. Thì nhà nước là của dân cơ mà, sao lại chúng ta lại đổ lỗi. Nhưng mà ý là chúng ta đổ lỗi cho những người trong nhà nước. Nhưng mà những người trong nhà nước họ cứ là thay thế nhau, họ làm cùng từ dân chúng ta mà ra. Cho à? nên chúng ta bây giờ đến lúc là phải nhìn nhận lại nếu ai sai trái phải điều chỉnh mà ai thấy người khác sai trái cũng phải có trách nhiệm điều chỉnh thì mới trở thành một xã hội gọi là là phát triển được, trở nên một cái gọi là không có văn minh phồn thịnh lắm thì cũng phải là an toàn yên bình mà đặc biệt là cũng phải là độc lập tự chủ, không có lệ thuộc Trung Quốc được. Chứ tôi nói thẳng ra không chỉ quan chức chính quyền lệ thuộc Trung Quốc mà người người dân chúng ta lệ thuộc Trung Quốc rất là lớn về vấn đề kinh tế, về vấn đề các cái sử dụng các cái sản phẩm vân vân à. thì nói này thì cứ nói đi nói lại thì các bạn trong Facebook nghe nhàm chán bởi thế tôi hay thay đổi bản đấy thì nhiều lúc tôi có xóa bản thì cũng thông cảm mà tại vì tôi hay thay đổi bản thì nói tóm lại là nói về vấn đề chính trị thì cũng quay đi quay lại những cái chuyện đó tất nhiên là ví dụ như là mỗi có mỗi lúc có một sự kiện khác nhưng mà cũng quay, quay đi quay lại là con người phải khá lên phải tương tác phải lịnh hội phải tương tác và nói cho cùng kể cả là bây giờ là bởi thế tôi không có chặn ai chứ luận viên hết á là tại vì chính là kể cả một cái thành phần trong xã hội là muốn tốt lên nhưng mà cái thành phần ngu dốt nó là cái rào cản thậm chí là nó dùng vũ lực để nó kìm kẹp thì những cái thành phần bộ tiến bộ cũng không có phát lên được mà chính cái thành phần lệch lạc đang gọi là bị đang đang u mê đấy. đấy thì chính thành phần đó mới là cần kiến thức kỹ năng đấy. nên tôi thấy tôi cũng khuyên rằng là các bạn khi mà có tức lên thì chửi thế thôi nhưng mà trong một câu chửi thì phải kèm một câu để mà cung cấp kiến thức kỹ năng cho họ. cung cấp những cái à, là là những cái gì đó mà cảm thấy có ích cho họ tất nhiên là tùy theo khả năng của mình Chứ còn mà cứ thấy dư luận viên bò đỏ chửi chửi xong rồi cứ khóa khóa blog blog nếu thế thì Nếu thế thì Lên livestream làm gì Lên nói cho người biết rồi thì nói làm gì Đúng không? Chẳng hạn như tôi nói cho các bạn biết rồi nhưng mà tôi mong các bạn xe hay là tôi mong những cái người dư luận viên những cái người U mê vào tiếp cận Tôi biết rằng rằng là đa số những người biết rồi lên nghe ủng hộ hay là... Mà tôi nói ủng hộ tôi không trả được cái gì cả Nhưng mà có thể các bạn những người biết rồi bấm một cái lời bình luận thì có thể là các cái bàn bàn của các bạn là cần biết tôi thấy có những người lên livestream cứ thấy trái ý cái là blog blog chằn chằn tôi có thấy những cái đó là phản tác dụng mình đã dám đưa cái mặt lên mình đã nói gọi là nói những cái chuyện là đường đường chính chính thì mình sợ gì ai chửi mà chính những thành phần chửi bới đó là những thành phần cản trở mình thì mình phải gọi là cung cấp cái kiến thức cho họ thậm chí là nhiều lúc biết là họ phá hoại của mình nhưng mà mình phải mềm dẻo chứ đó chẳng hạn như khi mà thằng cướp nó cướp của mình nhưng mà mình bảo thôi anh ơi thông cảm thế này kia thì nó mới tha cho mình nhé rồi sau đó mình có dùng cái biện pháp gì mà để mà đáp trả thì tính sau như lúc đó thì bây giờ thì những cái thành phần u mê trong xã hội là những cái lực cản đó. cụ thể là đó Bây giờ đi biểu tình thì những cái người ra trấn áp đánh đập mặc đồng phục hay không đồng phục thì cũng là người Việt Nam. Rồi những cái người chỉ đạo cũng là người Việt Nam. Họ cứ nghĩ rằng là họ tốt. Chứ. Xin kính chào các bạn. À, livestream này là một điểm báo. Điểm báo chủ yếu là tôi lướt qua các cái trang báo gọi là báo Lê đảng. Báo... À, đây, gọi là báo lệ đảng báo chính thống ấy. có nghĩa là cái báo uh, truyền thống có từ trước đến nay mà rất là hùng hậu rất là nhiều thống lĩnh thông tin ở trong xã hội rất là nhiều còn sau này có những cái báo gọi là báo uh, à, thực ra thì ở việt nam chúng ta là chưa có uh, báo chí tự do báo chí đang do đảng cộng sản kiểm soát dưới cái sự gọi là uh, bộ thông tin truyền thông cũng như là định hướng của Ban tuyên giáo Đảng Cộng sản. Còn ngoài ra mới đây thì xuất hiện những cái trang điện tử cùng đăng tin, đăng hình ảnh. Thì chúng ta được xem như đó cũng là báo, đó là Facebook hay là các Google, Twitter gì đó chẳng hạn. Thì bây giờ tôi xin điểm báo chắc chắn thì các bạn cũng đọc. Nhưng mà tôi thì tôi không có vào đọc cái nội dung nhưng mà tôi xin điểm cái 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 mục thôi, cái tiêu đề thôi. thì à, cái trang báo thanh niên à, vừa mới đăng cách đây hai tiếng là bắt bảy người tấn công cảnh sát cơ động, đập phá xe công an ở phan rí cửa, phan rí là là phan rí là 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 à, bình thuận đó, à, là vùng biểu tình vừa qua đó. thì không biết là họ cứ giàn cảnh hay sao chứ tôi nghĩ làm gì có người nào mà lại đi tấn công À, dám đi tấn công xe cảnh sát cơ động, cảnh sát cơ động là phải có hung khí, có công cụ. Đó. cái thứ hai này là không có cái chuyện là là, là à, vô cớ mà người ta đi phá tài sản của người khác. đấy thì tôi không có vào đọc nhưng mà đó là mục báo là như vậy. rồi à, cái mục cái báo này có hai cái mục quan trọng nhưng mà tôi tí là tôi đọc sau còn tôi lướt sang trang báo tuổi trẻ thì à, báo tuổi trẻ lại đăng ở cái mục chính là à, ngụy tạo hình ảnh fanpage tuổi trẻ để tung tin thất thiệt à, và đăng cái hình mà à, có một cái thanh niên trẻ mà mặc à, đồ công an mà trước đến giờ mà họ nói là giả dạng công an để gây rối để đánh người đấy mà thực ra là hầu như là ai cũng biết được rằng là À, cái người đó là đóng giả có nghĩa là do công an ngụy tạo ra để à, Thứ nhất là trốn tránh trách nhiệm Nói với nhân dân rằng là trước đây công an đánh người là không phải công an thật mà là công an giả Thứ hai nữa là nói là ở có những thành phất phần bất hảo Dám ngụy tạo cả công an để gây rối để bây giờ nói là tạo fanpage Đấy thì tôi không có đọc nội dung nhưng mà ý là lướt qua kể cả bây giờ họ vẫn đăng cái chuyện 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 đó rồi tôi um, uh, xin lướt xuống uh, có ai có bình luận gì tin mới thì uh, xin uh, viết lên này có thể là tí nữa uh, chúng ta bàn À có một cái mục này này từ vụ tài xế grab chửi khách mày ngu lắm buồn cho văn hóa ứng xử thì cái này cũng được đưa lên báo tuổi trẻ và tôi có đọc một cái mục tôi thấy đây là theo tiến sĩ Hoàng Nguyễn Hoàng Trương qua câu chuyện tài xế Grab chửi khách mày ngu lắm có có thể thấy ứng xử trong cuộc sống nói chung của người Việt đang có vấn đề thì tôi xin nói là tiến sĩ Hoàng Nguyễn Hoàng Trương này với lại tổng biên tập báo tuổi trẻ là rất là ngu dốt tại vì cái cái vụ mà tài xế với lại khách nói nhau đó là họ gọi là họ trâu họ họ quay để họ câu like thôi Tôi có bấm vào hôm qua tôi có bấm vào đó xem một đoạn thì tôi biết là cái này là họ cố tình câu like gọi là giỡn đùa thôi chứ không có cái tài xế với khách nào mà nói giống như khùng như điên như vậy. Thấy không? Mà đó là họ câu like, câu view. Thế mà bây giờ báo tuổi trẻ đăng lên và cũng tiến sĩ lên lên tiếng là coi như là à, ứng xử trong cuộc sống của người Việt đang có vấn đề. À, cái, vấn đề trường sa hoàng sa vấn đề đặc khu vấn đề luật an ninh mạng thì không nói không mổ xẻ mà cứ đưa lên mấy cái thiến sĩ giấy này giống như bà hương với ông bùi hiền à, cứ nói bóng nói gió như ba cái chuyện vớt vẩn yeah. Đấy. rồi à, sang báo mới báo mới này báo mới rất là nhiều mục à, bây giờ tôi phải lướt từ à, à, trên xuống là Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố nhiều đối tượng kích động tụ tập gây rối, à, thì không biết là những đối tượng nào, à, nhưng mà khởi tố nhiều đối tượng thì theo tôi thì công an à, chính quyền bất tài cứ à, khỉa ra cái các cái trò kể cả là à, gọi là. Khởi tố quay phim chụp hình ra lệnh tạm giam những cái diễn viên giả rồi thì mai mốt coi như là coi như ém luôn hoặc là thậm chí là đưa ra sự giả mục đích là để mà họ làm bất cứ cái gì để họ mà là là, là hù dọa nhân dân Đấy, kể cả một số chấp nhận là coi như là đứng trước ống kính tra tay vào còng xong rồi thì là à, ra tòa xét xử như vậy nhưng mà rồi thì đã thành khẩn ăn năn hối lỗi rồi thì là được à, coi như là được được à, được à, miễn tội chẳng hạn mục đích là những cái chiêu trò. À. Còn bây giờ là cái thứ hai này bây giờ gây rối là gì? Ai gây rối? người ta đi biểu tình mà biểu tình là quyền con người quyền công dân biểu tình là để phản ánh những cái sai trái trong xã hội những cái sai trái từ uh, chính quyền. À nhưng mà đi mà muốn biểu tình thì phải đi ra nơi công cộng muốn bị biểu tình thì phải quy tụ lại đó. các những người gặp nhau phải có khẩu hiệu bây giờ biểu tình có nghĩa là người dân phải chấp nhận bỏ công sức và thậm chí là phải chấp nhận kẹt xe phải chấp nhận là coi như là ồn ào tại vì khi kẹt xe ồn ào thì cũng là người dân chịu thế người dân phải hy sinh cái đó để người ta đạt được một cái À, mục đích lớn hơn Có nghĩa là hy, hy sinh cái lợi ích nhỏ Để đạt được cái lợi ích lớn Hy sinh cái sự ồn ào, cái sự kẹt xe Để người ta đạt được một cái lợi ích là Người ta chống cái sai trái à, Của một cái à, Thành phần nào đó trong xã hội Hay là của chính quyền Mà cụ thể đây là một cái mục đích lớn đó là Ngăn chặn cái việc lập đặt khu Ngăn chặn cái cái, cái, cái ban hành Cái luật vớ vẩn an ninh mạng đấy Thì người ta phải bỏ công, bỏ thời gian Cũng như người chịu ồn ào, chịu kẹt xe Đấy à mà bây giờ là các vị cứ đánh tráo khái niệm cứ nói chung là những cái người ngu dốt muốn bảo vệ cái cái vị trí chức vụ của họ mục đích cuối cùng là cùng vì những cái đồng tiền những cái tài sản Nhưng mà họ cứ đưa ra những cái ngôn từ mà khó nói rồi à. xin lướt qua tiếp là cái đó cái, cái bài báo này đăng cái mục này hai lần lúc này cái 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 anh cái mục này cũng đăng tôi vừa đọc Còn bây giờ tiếp là tạm giữ một đối tượng giả công an Làm việc với 140 người có dấu hiệu tụ tập gây rối Có dấu hiệu là sao? À, bây giờ ví dụ như người ta tụ tập gây rối Thì là tụ tập gây rối chứ có dấu hiệu Nói chung là rất là chán với cái những người cái 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 cái, cái chế độ cái chính quyền cái nhà nước này toàn những cái thành phần bất tài chui vô đó rồi thì là nói năng thì linh tinh và hành động thì chủ yếu là muốn bê của người khác về xài chỉ biết ăn và nhậu và hưởng chứ không biết tạo ra giá trị chẳng hạn như cái ông tt bốc ấy, ông chỉ biết rượu ngoại với gạo ngon với thịt bò úc chứ còn cái facebook ông không biết dùng cho nên ông mới nói tt bốc ấy. thì không biết dùng ông mới cấm mới cấm vậy đó rồi đấy cái mục mà công an thành phố hồ chí minh khởi tố đối tượng kích động gây rối tụ tập đăng liên tục ba mục rất là nhiều đăng đăng liên tục đăng bốn năm mục cùng cái 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 hình ảnh cái người đó Đã. rồi tiếp là thôi nhiều nhiều quá bây giờ tôi xin vào mấy cái mục chính nhé mấy cái mục à, chính mà tôi à, lúc này tôi có ghi ra cái tờ giấy này đây là mấy cái mục chính mà 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 đáng quan tâm đó là chính trị nhưng mà tôi ghi thêm là liên quan đến cái miếng ăn của mọi người kể cả những dư luận viên những bò đỏ những công chức quan chức đến chúng ta tất cả ai cũng vì kế uh, sinh nhai ai cũng vì uh, uh, tiền bạc vì tài sản nhưng mà có cái là cái vấn đề xung đột là do có những người vì tiền bạc vì tài sản không đúng cách Đấy chứ còn nói chung là con người thì ai cũng thích tiền ai cũng thích tài sản ai cũng thích giàu sang uh, phú quý văn minh lịch sự nhưng mà có những người thích như vậy nhưng mà trình độ khả năng nhận thức hành động sai để có để đạt được những cái đó là sai thì bây giờ cái mục mà đầu tiên tôi xin uh, uh, lướt qua cái mục của bà của quốc hội mà có bà ngân là đứng đầu thì quốc hội coi như là hôm nay ấy là uh, kỳ họp uh, khóa học thứ năm ấy. kỳ họp thứ năm là kết thúc thì vừa rồi là coi như là cái luật đặc khu là do phản ứng thì họ nhấn nút là tạm ngưng còn họ đã ban hành bấm nút thông qua cái luật an ninh mạng thì cuối cùng là bây giờ là họ là nói mây nói mưa rồi bây giờ họ nói là quốc hội kêu gọi người dân đoàn kết sống và làm việc theo pháp luật thì cái này tôi xin thưa lại với quốc hội là chúng tôi kêu gọi đại biểu quốc hội sống và làm việc theo pháp luật thì mới đúng tại vì các đại biểu quốc hội là vi phạm pháp luật nghiêm trọng và đó là có thể nói là đó là tội phạm hình sự cụ thể là 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 cái thứ nhất là ban hành cái luật an ninh mạng là coi như có người dân phản đối mà không có trưng cầu dân ý à, cái thứ hai là cái quyền cái biểu tình là quyền con người quyền công dân trong hiến pháp nhưng mà trần trừ mấy năm rồi không có chịu ra luật là biểu tình mà lại cứ cố đi ra cái luật an ninh mạng mà lại không có phải bảo vệ mạng mà lại như ông Nguyễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm nay tuyên bố rõ ràng là để bảo vệ chế độ đấy thì theo nguyên tắc là 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 những cái người đại biểu quốc hội này là vi phạm pháp luật và cũng như là thiểu năng không có làm đúng uh, vai trò nhiệm vụ cũng như là không làm đúng chức chức năng ban hành luật ban hành luật bảo vệ mạng an ninh mạng thì phải bảo vệ mạng chứ tại sao lại lại bảo vệ chế độ yeah. thì nói chung là cái đó là quốc hội nên nói vào chính mình mà người dân nên yêu cầu các đại biểu quốc hội sống và làm việc theo pháp luật yeah. rồi quốc hội nói tiếp là quốc hội luôn luôn suy nghĩ đến người dân thì cái này là nói xào man trá dối tráo nói bịp bợm luôn luôn suy nghĩ đến người dân thì tại sao người dân phản ứng không có đồng ý luật an ninh mạng thì cũng thông qua cái thứ hai nữa là vừa rồi là có một chị cũng không phải như bò đỏ mà phản đối biểu tình nhưng mà có nghĩa là cũng sợ một cái gì đó thì thực ra là là sợ thì đúng là ai cũng sợ thật nhưng mà có cái là bây giờ nếu mà không có đi biểu tình thì cũng phải có cái ý kiến cái hành động gì đó để mà không có phải là uh, mạnh mẽ không có ấy nhưng mà cũng để mà gọi là à, khích à, khơi dậy cho những người xung quanh biết được rằng là cái mô hình cái, à, cái 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 cách thức thiết lập mối quan hệ xã hội giữa con người và con người trong về của Việt Nam chúng ta thì đang có cái lệch lạc thì mọi người phải điều chỉnh một chút đấy Thế còn không ai chịu điều chỉnh cả thì cái mơ cái, cái cái tình trạng nó vẫn vậy Ví dụ như một cái đám cưới đang ồn ào thì bây giờ muốn bớt ồn ào thì một là mọi người phải có ý thức để giảm xuống chút, giảm âm xuống. Mà hai là phải có đó ai nói. Chứ còn mà một cái đám cưới đang ồn ào mà ai ai cũng giữ nguyên cái trạng thái cái âm lượng như vậy thì cái đám cưới nó vẫn cứ ồn ào. Đúng không ạ? Hay là một cái đường đi đang lộn xộn như vậy thì mọi người phải ngắm vào đó để điều chỉnh mình đi chậm đi nhanh đi hướng nào để mà làm sao mà để lưu thông. Chứ còn nếu mà mình vẫn cứ đi như cũ thì cái đường nó vẫn tắc. Thì một cái xã hội chúng ta cũng vậy. chúng ta phải có những cái 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 cái, cái uh, hành vi điều chỉnh mà hành vi đó là phụ thuộc vào cái nhận thức của chúng ta, đó là kiến thức và kỹ năng kỹ năng có nghĩa là để tạo ra cái, các cái giá trị cái công việc nhận thức là để điều khiển cái hành vi đó thì bây giờ chúng ta cũng phải đồng nào chứ còn mà biết thì biết nhưng mà không có điều chỉnh à, không có là hành động thay đổi trong cái hành động thì không khác được thì nhiều lúc có bực mình thì nói ông trọng vậy thôi chứ tôi đảm bảo ông trọng thì cũng chả biết gì cả ông ấy ngồi trên rồi thì À, đám dưới nói sao thì ông nói vậy thì bây giờ nói thẳng ra thì ông là cùng con người như chúng ta có phải là ông thích điều xấu đâu nhưng mà bây giờ ông ấy chỉ nhận thông tin một chiều xong rồi ông ở à, à, bây giờ nhà báo nói à, à, thưa tổng bí thư là bây giờ là cái toàn bọn ngựa rượu chè cờ bạc nghiền hút là nó ấy chứ bây giờ bọn à, bọn cháu đi vô thực tế đó người dân người ta hiền lành người ta đâu có muốn biểu tình ấy. thế là trọng bực quá đúng rồi phải lên đi tiếp xúc cử tri phải lên tivi nói bằng được tưởng là thế nào chứ như thế này thì tổng bí thư cũng phải lên tiếng không thể cái bọn để nghiền hút như vậy nó hoành hành nó chửi bới được nhưng mà thực tế đâu có phải bọn nghiền hút phải toàn tất cả đầy đủ các thành phần từ người dân rồi chức sắc tôn giáo rồi các chuyên gia lên tiếng nhưng mà ông không biết đó rồi thì là Ông có nói là không có ai giải gì trao đất cho người nước ngoài vào gây rối mà Ông không có trình độ để ông hiểu rằng là đó trao cái Phô Mô Sa đó vào xả thải Trao cái Bô xít Tây Nguyên đó, Trao cái các cái dự án ở miền Tây đó, đó Rồi là ông không nhận thức được rằng là viết cái luật đặc khu rồi thì không có tưởng tượng đặc rằng là như thế nào Mà chỉ có là ờ chúng ta là quang vinh chúng ta đánh thắng bao nhiêu uh, đế quốc chúng ta đi từ thắng lợi này đến từ thắng lợi khác Rồi thì chúng ta là 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 uh, đảng là coi như là ý chí tập thể không có cá nhân nào lụng đoạn trong rồi chúng ta là những thành phần tinh nhuệ trong xã hội đi đi vào đây đúng toàn những thành phần tinh tinh nhuệ ngược không à đó à? à? tại vì có thể là ông trọng ở trước đây có thể ông không mua chức mua không có chạy chức nhưng mà bây giờ toàn chạy chức chạy quyền toàn những cái người gọi là là thiểu năng ở ngoài không có đi làm ra tiền thì bắt đầu chạy vô đó để ngồi kiếm mấy mấy triệu tiêu rồi bắt đầu là từ từ là là, là, là cùng nhau cấu kết rồi là, bắt đầu là, là đi đi vơ vét thì tôi cái này thì nói vui vậy thôi gọi là điểm báo không phải là nói vui nhưng mà ý là nói điểm báo không có cái 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 một cái gì nó nó có đầu có đuôi cả à, thì bây giờ tôi xin điểm một cái mục khác này cho nó ấy đi trên nói cái này thì thực ra tôi không thích nói đâu tôi đâu có phải là cái khiếu nói đâu nhưng mà tôi thấy viết ít người đọc rồi thì phải lên nói một tí Đó à chứ còn chính ra thì viết thì hay hơn ở cái chỗ là mình viết sai thì mình viết lại được mình đang viết xong rồi thấy sai đấy mình chỉnh chứ còn khi nói một cái là thâu vô đó là thôi đấy thì bây giờ đọc cái mục khác chút là về có cái gì hay hay đó. đấy không biết là bao lâu rồi chắc cũng đọc cái uh, mục uh, chứng khoán đi ha đây uh, chứng khoán là phép tăng lãi suất thì ảnh hưởng đến chứng khoán Việt Nam như thế nào phép là cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ viết tắt là phép thì cái này là báo uh, không phải báo Hoa Kỳ đăng mà báo Việt Nam báo uh, thanh niên đăng ấy thì phép tăng lãi suất ảnh hưởng đến chứng khoán việt nam như thế nào thì tôi xin nói chứng khoán là như thế này à, chứng khoán là một cái sàn để huy động vốn cho các doanh nghiệp cái lời lại à, cái tiền thu nhập từ những người gọi là giao dịch hoạt động chứng khoán là thực ra là tiền từ các cái hoạt động từ hoạt động của các doanh nghiệp mà ra chứ không phải cái không phải là cái sàn chứng khoán đó tạo ra của cải sản phẩm mà cái sàn chứng khoán đó là một cái kênh thu hút thu thu hút nguồn vốn cho các doanh nghiệp mà xin thưa là doanh nghiệp Việt Nam chúng ta mà những cái doanh nghiệp lên sàn là đa số là những doanh nghiệp nhà nước có nghĩa là những công chức nhà nước lấy tiền ngân sách quốc gia rồi thành lập công ty làm kinh tế thì tôi xin thưa nói một câu rằng là doanh nghiệp cái nhà nước cái kiểu đó toàn chỉ có lộ trở lên đó rồi thì lúc mà người ta hứng lên thì người ta báo cáo lời để khoe thành tích nhưng mà lúc mà có cái gì đó thì người ta báo cáo lộ để trốn thuế để không có phải nộp thuế đó rồi cuối cùng là vốn đầu tiên thì cũng là lấy từ ngân sách quốc gia rồi khi lộ thì cũng lấy từ ngân sách quốc gia thậm chí những tập đoàn những doanh nghiệp nhà nước còn đi vay vốn nước ngoài thì khi nợ thì đã gọi là doanh nghiệp nhà nước có nghĩa là vốn của uh, quốc gia vốn từ ngân sách quốc gia thì theo nguyên tắc họ lấy cái ý là khi làm lời thì cũng bỏ vào ngân sách cho nhân dân mà khi, thì nếu vậy là khi lộ thì nhân dân phải chịu có người là phải lấy từ ngân, ngân sách quốc gia là bù thì đó là tại sao nợ công của chúng ta có uh, là khó trả ở cái chỗ là không phải là chính phủ vay để mà xây dựng những cái công trình phục vụ cho nhân dân rồi thì nhân dân lại trả đưa lại cái, cái 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 trả lại cái phí cái tiền cái giá trị đó để chúng phủ trả nợ mà chính những cái nguồn tiền rất là lớn là chính là 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 là, là, là quan chức lấy ngân sách quốc gia à, làm kinh tế rồi lỗ thì cuối cùng là để lại cục nợ cho nhân dân thì họ làm rồi họ nghỉ hưu họ làm rồi họ chết đi nhưng mà cái nợ gọi là nợ quốc gia thì không thể thoát được nợ quốc gia thì đời cha không trả được Đời con phải trả Đời con không trả Đời cháu phải trả Quốc gia là một cái Quốc gia nó tồn tại mãi mãi Có nghĩa là một cái lãnh thổ Và những con người à, à, sống trên đó Là nó tồn tại mãi mãi Chỉ có là Nó khác ở cái chỗ là Con người này chết Thì con người khác à, Là coi như là à, Là trồi ra à, Được đẻ ra Và sinh sống ở đó Đó à cho nên là họ lấy tiền ngân sách quốc gia họ thành lập doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp nhà nước thì gọi là tiền chùa đâu có phải tiền của mình đâu mà phải lo suy nghĩ làm cho nhiều mà thậm chí chưa làm được vơ vét cái thứ hai là những người công chức quan chức đâu có phải là những người làm kinh tế đâu mà biết làm kinh tế mà bây giờ là họ ví dụ như mình kể cả biết làm kinh tế mình cũng phải làm từ à, từ, từ từng từng bậc một từng cái giai đoạn một nhưng mà bây giờ họ vừa không biết làm kinh tế mà họ vừa lấy tiền nguồn vốn khổng lồ họ thành lập những cái doanh nghiệp rất là lớn Đấy. thì cho nên là vừa đã không biết mà vừa là những cái doanh nghiệp lớn thì lại càng khó quản lý càng không có đủ trình độ để mà mà gọi nói cái từ là gọi là làm ăn để điều hành cho nên là lỗ vốn cho nên là cái sàn chứng khoán của chúng ta thì nói thẳng ra là đứng thứ hai thế giới từ dưới lên có nghĩa là sau sim sau Zimbabwe đấy cho nên là tôi không bao giờ tôi muốn đùng nói chuyện chứng khoán là chẳng không chứng khoán việt nam mà tại vì không đáng để nói mà cái đó là có những cái thành phần là coi như là tiền chùa tham ô tham nhũng rồi nghỉ hưu rồi vô đó gọi là để chơi chứng khoán có nghĩa là giống như đánh bạc mua cổ phiếu để mà hưởng cái giá tranh lệch cổ phiếu mà thôi còn những cái thành phần mà gọi là đầu tư thật thì nói thẳng ra chả có lời còn những người nước ngoài vào đầu tư chứng khoán việt nam ta người giống như tôi nói thẳng là giống như đa cấp người ta vào lợi dụng cái sự kém hiểu biết dại dột của người việt nam mình những cái thành phần mà dư tiền nó tiền tham mô tham nhũng rồi chơi chứng khoán thì những người nước ngoài vào đó người ta cũng coi như là là, là 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 nhìn cái cách người việt chơi chứng khoán và người ta có một cái kinh nghiệm bề dày mà người ta muốn để mà mà cùng chơi theo cái kiểu là mua bán cổ phiếu hàng ngày để chênh lệch cái giá. Người ta tung tin, người ta này kia cho người Việt mua giá xong bán mua lúc nào, bán như thế nào vân vân là tại vì những cái người chơi chứng khoán gọi là không phải đầu tư chứng khoán mà dùng từ chơi chứng khoán là cũng căn cứ vào những cái thông tin của người khác. Chứ còn nếu mà những người đầu tư chứng khoán thì những người đó là đã có trình độ rồi. Mà tôi khẳng định những người đầu tư chứng khoán thì không có ai đầu tư chứng khoán Việt Nam hết. người Bây giờ kể cả các, bây giờ chúng ta ở Việt Nam chúng ta vẫn đầu tư chứng khoán ở Tokyo, ở New York, ở London được. Đấy. Bây giờ các bạn muốn đầu tư chứng khoán miền sao các bạn có hiểu biết về chứng khoán có trình độ. Các bạn mở một cái tài khoản vào Yahoo, Uh, hay là vào Google hay là vào uh, các cái trang đấy Các bạn mở tài khoản vẫn tham gia chứng khoán uh, ở nước ngoài bình thường Chứ không phải là uh, muốn tham gia chứng khoán nước ngoài là phải đến nước ngoài Chứ những người có thực sự có đầu óc trình độ Có tiền để đầu tư chứng khoán Người ta không có đầu tư chứng khoán ở Việt Nam Đã. Mà chứng khoán Việt Nam gọi là chỉ có là chơi chứng khoán thôi Giống như sòng bài Đã. Mà sòng bài thì trong đó có bịt bợn bịp bợm không có phải bằng các cái uh, nam châm hay là bằng cái gì che mắt ảo thuật mà bịp bợm bằng thông tin. Đấy. Thì chứng khoán Việt Nam là coi như là gọi là chơi chứng khoán bịp bợm bằng bằng thông tin cho nên là cái chuyện mặt chứng chứng khoán sồi trụt trụt xuống rồi rồi trồi lên thì cái đó là quốc gia nào cũng có. Cho nên tôi thấy nhiều lúc các bạn cứ nghĩ rằng là chứng khoán Việt Nam trụt thì thế này thế kia trời thế này thế cơ tôi không quan tâm cái thứ hai là luôn tiền đây tôi cũng nói là có một số bạn mà cứ thấy cái việt nam gì xấu là mừng giống như kiểu là mừng nếu mà các bạn thấy cái đó với điều kiện là lúc nào xã hội việt nam có cái sự nội dậy hai bên đối kháng ví dụ như giải quyết cái vấn đề ôn hòa không xong mà khi đó mà có cái sự